Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tọa đàm Khởi nghiệp và vốn do tạp chí Khoa học Thời đại phối hợp cùng Vườn ươm Doanh nhân B-Training Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Chương trình đang được truyền trực tuyến từ xã Long Hưng của huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay chúng tôi nêu ra một cái chủ đề khởi nghiệp và vốn. Đây là vấn đề các bạn thanh niên khởi nghiệp đang quan tâm và cũng còn nhiều các quan điểm khác nhau. Có bạn thì cho rằng là cái yếu tố đầu tiên để quyết định cái khởi nghiệp thành công đó là nguồn vốn, vì nếu không có vốn thì không thể làm được gì. Nhưng cũng có bạn thì nêu một cái quan điểm ngược lại, vốn cũng chỉ là một trong những yếu tố thôi, chưa phải là mang tính quyết định, mà bên cạnh đó nó cần những nguồn lực khác. Thì vấn đề này hôm nay chúng tôi xin được phép cùng với quý vị và các bạn thảo luận để làm rõ. Và xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Thế Duy, Giám đốc Vườn ươm Doanh nhân B-Training Thành phố Hồ Chí Minh, là người doanh nhân đã có trên 20 năm từ khởi nghiệp đến khi hôm nay trở thành một doanh nhân thành đạt ở Thành phố Hồ Chí Minh. Và anh cũng chính là tác giả của cuốn sách chúng ta cũng đã được biết và nhìn thấy, đây là cuốn sách Vượt Biển Lớn. Trong này anh có đề cập đến một cái quá trình khởi nghiệp của anh và cũng khẳng định một câu rằng cách ra khởi nghiệp từ bàn tay trắng. Như vậy là cái này nó gắn với cái nội dung chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Vì khách mời của chúng ta ngày hôm nay cũng xin được trân trọng giới thiệu, đó là chị Lê Thị Tuyết Sương. Chị là giám đốc của công ty Natrio Thành phố Hồ Chí Minh, một thương hiệu về mỹ phẩm cũng rất nổi tiếng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời thứ ba của chúng ta, đó là anh Lê Hoàng Công, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công Phát. Anh là chủ của một cái thương hiệu cà phê Công cũng nổi tiếng ở thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Và vị khách mời tiếp theo của chúng tôi xin được trân trọng, đấy là chị Lê Thị Thanh Thảo. Chị Lê Thị Thanh Thảo là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Phúc Thịnh ở thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. Và kính thưa quý vị và các bạn, xin được trân trọng giới thiệu các vị khách đại biểu của chúng ta tham dự các cuộc tọa đàm ngày hôm nay. Đấy là sự hiện diện của anh Trần Quốc Duy, bí thư tỉnh đoàn, người thủ lĩnh của thanh niên Bình Phước, đang theo dõi rất là sát sao các phong trào khởi nghiệp của thanh niên tỉnh Bình Phước. Rất vui được chào đón anh có mặt trong cái cuộc tọa đàm ngày hôm nay. Và xin được trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Quang Hòa, phó giám đốc trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh Bình Phước, cũng có mặt dự với chúng ta. Và xin được trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn, đến dự cuộc tọa đàm ngày hôm nay của chúng ta còn có khoảng 50 bạn doanh nghiệp khởi nghiệp được đào tạo từ Vườn ươm Doanh nhân B-Training Thành phố Hồ Chí Minh, cũng đã đến từ các tỉnh Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu và Đồng Nai. Đấy là một cái nguồn lực mà sẽ khởi nghiệp trong tương lai, sẽ giúp cho kinh tế xã hội của chúng ta phát triển. Xin một lần nữa được trân trọng cảm ơn quý vị khách mời và quý vị đại biểu. Và trước khi vào chương trình thì thưa quý vị và các bạn, tôi rất là quan tâm lưu ý đến một cái đặt vấn đề trong cuốn sách mà anh Nguyễn Thế Duy, giám đốc Vườn ươm Doanh nhân B-Training, tác giả của cuốn sách này đã đặt ra. Đấy là khuyên chúng ta nên ra khởi nghiệp. Và trong này anh có đặt một vấn đề, đó là cách ra khởi nghiệp từ đôi bàn tay trắng. Tôi rất ấn tượng với cái lời khuyên này. Và thưa anh Duy, thì tôi nghĩ rằng là với bản thân tôi thì tôi nghĩ là khi mà khởi nghiệp thì lại là nguồn vốn mới là quan trọng. Đấy là cái suy nghĩ của tôi, bởi vì tôi nghĩ như thế này: khi một đứa trẻ nó muốn cần có một cái kẹo thì có thể cái kẹo đó từ bố mẹ trao cho, hoặc có thể là bố mẹ phải cho tiền thì đứa trẻ đó nó mới có được cái viên kẹo, chứ không thể nào mà nó muốn mà nó được ngay trong khi trong tay nó không có gì. Cái cách hiểu của tôi thì nó có ngược lại với cái quan điểm của anh. Vậy thì anh có thể cho biết là vì sao anh lại khẳng định một điều là chúng ta có thể khởi nghiệp từ cái đôi bàn tay trắng?
Và kinh nghiệm như thế nào xin anh chia sẻ với các bạn trẻ của chúng ta. Dạ, cảm ơn cái câu hỏi rất là tuyệt vời của anh Vũ. Chúng ta được mặc định rằng, bản thân mình cũng vậy, được mặc định rằng là ra khởi nghiệp chúng ta cần phải có tiền, và cái điều đó là nó là hiển nhiên. Tuy nhiên mình đặt một cái vấn đề khác, nếu mà mình đưa các bạn ra ngoài một cái thị trường và trong tay bạn không có cái đồng nào hết, và mình đã từng làm bài tập này cho rất là nhiều lớp rồi, thậm chí mình giao ra ngoài chỉ có một cái quyển sách thôi, trong tay bạn không có một cái gì hết, trong một cái nguồn lực bạn không có một cái gì hết, khi bạn ra ngoài thị trường bạn không có cái gì giúp đỡ bạn hết, trong tay bạn có duy nhất một cái quyển sách này thôi, và bạn làm một cách nào đó trong một tuần hai tuần bạn phải tạo ra một cái khoản tiền 30 triệu bạn mang về, thì nó rất là ngạc nhiên. Có những người sau khi đi một thời gian về thì họ sẽ đổ lỗi, họ sẽ đổ lỗi cho hàng loạt những cái thứ, nhưng mà có những người thì họ tự nhiên từ một cái quyển sách đó thôi họ sẽ mang về tới 30 triệu. Một cái điều mà chỉ một số ít người mới phát hiện ra được cái điều này. Và hồi xưa bản thân mình á, mình cũng mặc định rằng là phải có vốn. Tuy nhiên hồi đó mình muốn ra khởi nghiệp thì mình đâu có tiền đâu, mình chỉ có một rất là ít, và mình lấy những chai nước mắm mình đi bán, lấy những chai nước mắm bán. Và khi mà tổng kết một cái tháng đầu tiên á, là tiền trong túi mình nó lên 23 triệu. Thì lúc đó mình tự hỏi cái tiền này từ đâu ra. Ngay cái giây phút mình hỏi cái tiền này từ đâu ra, thì tự nhiên trong đầu của mình á, bắt đầu nó chạy ra một cái hình ảnh, là mỗi lần á mà mình đưa chai nước mắm cho khách hàng là khách hàng đưa tiền cho mình, mà mình đưa chai nước mắm cho khách hàng là khách hàng đưa tiền cho mình. Và lúc đó ngay trong đầu mình ngộ ra một điều nó vô cùng tuyệt vời, là tiền từ trong túi khách hàng. Tức là phần lớn á, chúng ta nghĩ rằng là chúng ta phải có một cái cục tiền để chúng ta ra chúng ta khởi nghiệp. Cái điều đó bạn nghĩ nó hoàn toàn không có gì là không hợp lý cả. Tuy nhiên một cái thói quen nó rất là kỳ lạ, những người mà họ có sẵn tiền trong túi mà họ ra họ khởi nghiệp á, là họ làm ra một cái bản kế hoạch rất là chi tiết để họ chi hết cái khoản tiền đó. Nghĩa là họ đi mướn cái văn phòng chi tiền, họ đi mua cái laptop chi tiền, họ đi mua bàn ghế, họ đi sắm sửa tất cả mọi thứ cho tới lúc mà tiền sắp hết rồi họ mới lo họ đi kinh doanh. Tức là họ lên một bản kế hoạch rất là chi tiết để họ chi tiền. Tuy nhiên có một cái cách khác, là khi mà bạn ra khởi nghiệp mà trong tay bạn không có cái đồng tiền nào thì bạn lên một cái kế hoạch rất là chi tiết để bạn đi kiếm tiền. À, cái đây là cái điều mà mình cảm nghiệm được. Dĩ nhiên các bạn nghe là các bạn nghĩ nó là không thể. Tuy nhiên đó là cái câu chuyện của mình. Cái câu chuyện của mình, khi mà mình đi bán nước mắm mình có được tiền, mình mua được nhà được cửa. Tuy nhiên khi mình khởi nghiệp lần thứ hai là mình mở cái công ty xưởng gỗ thì mình là người có tiền. Và khi mình cái xưởng gỗ mình lớn là mình mắc sạch tiền. Nghĩa là mình khởi nghiệp xưởng gỗ là người có tiền, mình mắc sạch tiền. Và khi mình mắc sạch tiền mình mới tự hỏi tại sao lúc kia không có đồng tiền nào thì mình khởi nghiệp được, mà lúc có tiền thì mà lại tại sao mình mắc tiền. Và chừng cuối cùng mình mới phát hiện ra một cái bí mật là khi mình có tiền là mình lo, mình tập trung mình chi tiền không à. Nhưng mà khi mình không có tiền là lập tức mình đi kiếm cái tiền. Và cho tới bây giờ cũng vậy, mình phát hiện là bạn nào mà có tiền trong túi là lo đi tiêu tiền không à. Và rất là tuyệt vời là mà mình đã đưa cái điều đó vào trong cái quyển sách này. Và có lẽ là một người ngồi bên cạnh mình là bạn Tiết Sương. Có lẽ là hình như là bạn Tiết Sương có cái kinh nghiệm này. Trước khi mà anh chuyển micro cho bạn Tiết Sương để chia sẻ thì tôi có một câu hỏi nhỏ như thế này. Như vậy cái lúc mà anh mua nước mắm đó, tiền ở đâu mua nước mắm? Hay là người ta giao nước mắm cho anh mà chỉ đặt cái chữ tính vào anh thôi và không lấy tiền? Nó có hai vấn đề này. Có thể là chúng ta, nếu mà người ta không chịu bán nợ cho bạn á, thì nghĩ là cái cách thuyết phục của bạn nó không có tốt. Nghĩa là mình hay nói cái câu nó vui là bạn hãy xem lại cách ăn, cách sống, cách ở của bạn. Tức là người ta nhìn cái khuôn mặt của bạn, người ta có cái gì mà một chai nước mắm người ta không dám cho nợ. Tuy nhiên cái thời điểm ban đầu thì thực sự mình có tiền mà lấy được 4 chai nước mắm. Có, nên là cái quyển sách mình không có nói là không đồng, mà nó là cách đi lên của người khởi nghiệp từ 5 xu. Tức là hồi đó quy ra cái tiền xu thì nó khoảng 5 xu mình lấy được 4 chai nước mắm. Và 4 chai nước mắm đó về mình bán. Thì sau đó cái mình về mình lấy lại và cứ tầng nó tăng lên. Sau này mình đủ lấy một cái kết là 24 chai nước mắm. Tức là nó từ một cái khoản tiền nhỏ. Tuy nhiên là cho tới bây giờ thì mình làm tốt hơn cái việc đó nhiều. Mình có thể đi gặp bạn Thảo hay bạn Công mà mình đàm phán để mà bạn Công có thể là cho mình
nợ những cái bị cà phê này. Dĩ nhiên mà kêu mà lấy 100 bị nợ thì chắc là bạn công sẽ không chịu đâu, nhưng mà mình nghĩ rằng là lấy chỉ 5 bị thôi mà cho nợ thì chắc là bạn công sẽ cho mình nợ. Và mình về mình sẽ bán, tức là cái đó là mình sẽ tận dụng cái nguồn lực ở bên ngoài. Khi mà nói chúng ta nói về cái từ vốn thì tất cả mọi người đều định hình là vốn chính là tiền, nhưng mà nó không phải. Vốn nó nhiều thứ, vốn là vốn trí tuệ trước, rồi vốn là những cái nguồn lực ở bên ngoài. Ví dụ mình có mối quan hệ với bạn công tốt, cái đó cũng là vốn. Và khi mình đi gặp bạn công và mình nói là công ơi, mình lấy của bạn 5 gói và bạn cho mình nợ nhé. Các bạn trong ra điều này, hồi kia thì mình nghĩ là không được, công không cho mình nợ, nhưng mà bây giờ mình biết chắc chắn là công cho mình nợ, tại chỉ có 5 bị thôi, và mình về mình sẽ bỏ ra, mình sẽ bán lại với một cái giá cho lời khác, và bắt đầu mình cứ mà đảo vậy cho tới một ngày nào đó mình sẽ lấy bạn công được 50 hộp, một ngày nào đó mình lấy 100 hộp, và cứ vậy mình sẽ đi từ không đồng. Và hiện tại thì những cái cách kinh doanh của mình là mình đi từ không đồng hết, mình không có bỏ tiền, bởi vì khi trong túi chúng ta không có đồng nào, chúng ta thông minh gớm lắm. Mà khi chúng ta có rất là nhiều tiền thì cái đầu của chúng ta nó rất là đơn giản, nó nghĩ cái cách nó tiêu tiền, nó không còn thời gian để nó tư duy nữa, nó không còn thời gian để nó sáng tạo. Cái đó là cái kinh nghiệm của mình. Bằng Sương có đồng quan điểm với anh Duy không ạ? Có thể là chia sẻ kinh nghiệm của mình khi mà bạn bắt tay vào khởi nghiệp thì cái nguồn lực quan trọng nhất của bạn là gì? Đó có phải là cái yếu tố đầu tiên bạn đặt lên là nguồn vốn hay là tri thức về khởi nghiệp hay là những nguồn lực khác, thì bạn có thể chia sẻ. Chào anh Vũ, chào các anh chị và các bạn. Dạ cảm ơn câu hỏi của anh Vũ. Thực sự thì khi mà em khởi nghiệp thì em cũng rơi đúng vào cái gút mắt là vấn đề là mình ra khởi nghiệp thì bắt buộc là phải có vốn. Và khi mà em đến với lại cái một cái duyên, em đến với cái lớp học của thầy Duy, thì cái ngày đầu tiên khi mà em đi học trong cái lớp bán hàng của thầy là thầy đã đưa cho em một cái đĩa. Em nhớ là em mua cái đĩa đấy trị giá là 50.000. Và cái bài toán đặt ra cho em là em phải bán được cái đĩa đó và phải bán cho người lạ và không được bán cho người quen. Và em nhớ rất là rõ là em bán cái đĩa đó thì em bán được với cái giá là 500.000. Khi mà lúc mà em cầm cái đĩa đó thì rất là nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu. Bây giờ mà bán cái đĩa này, từ xưa tới giờ thì là em xuất thân là em làm về chuyên môn, chưa kinh doanh bao giờ. Mà bây giờ cầm cái đĩa mà thầy bảo là không được bán cho người quen, cho người lạ, thì người ta có tin mình là ai đâu mà người ta mua hàng của mình. Rồi cái cách mình tiếp cận với người ta như thế nào, có nghĩa là rất rất nhiều cái câu hỏi trong đầu kéo em lại. Nhưng mà có điều là khi mình vượt qua được cái điều đó, có nghĩa là vì thầy nói là ngày mai nếu mà bạn nào mà không bán được cái đĩa đó thì không được tiếp tục vào học cái buổi thứ hai. Và em kết thúc cái lớp học của thầy là 9 giờ tối. Thì chỉ vỏn vẹn trong em đặt cái mục tiêu luôn là từ 9 giờ đến 11 giờ là kiểu gì em cũng phải đĩa đó, để sáng hôm sau 9 giờ sáng là em có thể em vào học tiếp. Thì bắt đầu là cái suy nghĩ của mình bắt buộc mình, khi mà mình đặt vào, mình bị đặt trong một cái tình huống là mình không có sự lựa chọn nào khác, thì trong đầu của mình nó sẽ nghĩ ra được rất là nhiều cách. Và em không bán cho người quen, nhưng mà có điều là em sẽ khai thác từ cái mối quan hệ của người quen. Em nhờ người quen của em, bạn bè của em giới thiệu cho em những cái người bạn nào mà có nghĩa là đang quan tâm đến kinh doanh, đang quan tâm đến khởi nghiệp. Và em gọi điện trực tiếp cho các bạn đó luôn. Và kết quả là em bán được cái đĩa đó 500.000. Thì qua cái việc mà bán đĩa, thật sự là nó rất là nhỏ thôi, nhưng mà em đúc kết ra được một cái bài học. Có nghĩa là cái như là thầy nói á, cái vốn là có thể là không phải vốn là tiền, mà cái vốn là những cái kỹ năng của mình, những cái mối quan hệ của mình. Và cái vốn cũng có nghĩa là cái động lực của mình, cái lửa của mình. Giống như mình thấy một cái bức tường trước mặt á, nếu như mà mình cứ nhìn thấy cái bức tường đó và mình cứ sợ là nếu mà tôi nhảy qua cái rào đó thì tôi sẽ bị té u đầu, tôi sẽ bị dập mặt, hay là tôi sẽ bị gãy răng, vân vân và vân vân, thì sẽ mãi mãi là mình đứng ở phía sau vách tường thôi. Cho nên là nếu mà mình đặt vô là mình không còn sự lựa chọn nào nữa, và bắt buộc là mình phải vượt rào. Thì em đã bắt đầu cái việc kinh doanh của em từ cái việc mà bán đĩa, một cái đĩa 50.000, và em bán thành 500.000. Và sau này khi mà em kết thúc những cái khóa học của bên thầy Duy thì em bắt tay vào cái việc kinh doanh là cái vấn đề mỹ phẩm của em. Thì em cũng đi từ cái con số, có nghĩa là mình bỏ ra một cái số tiền nó ít nhất trong khả năng của mình, và từ đó mình dùng những cái vốn có, cái kiến thức của mình,
để làm sao mình bán và cho cái vốn đó nó càng ngày nó càng nảy nở ra để mình đầu tư nhiều hơn. Dạ. Như vậy là qua câu chuyện chia sẻ của chị Sương thì tôi thấy thế này, tức là cái yếu tố đầu tiên chị Sương đặt ra là vấn đề là động lực rồi đó, xác định cho mình cái động lực. Động lực đó là buộc chúng ta phải khởi nghiệp. Bằng mọi giá chúng ta phải biến mình thành một con người để khởi nghiệp cho nó thành công, thì nó sẽ vượt qua được cái rào cản ban đầu mà chúng ta còn thiếu thốn. Không biết là cái quan điểm của anh Công như thế nào, làm nên cái thương hiệu cà phê Công rất là tốt, đã thành một cái đặc sản của Bình Phước như ngày hôm nay. Tôi là luôn luôn đinh ninh là chắc phía sau anh có một cái nguồn lực nào đó, có thể là gia đình rót một cái nguồn vốn lớn để cho tạo cái sức bật cho anh ngay từ đầu, không biết là có đúng hay không ạ. Cảm ơn câu hỏi của anh Vũ. Thực tế là khi mà em khởi nghiệp vào cà phê á, là toàn bộ gia đình em không có ai trong lĩnh vực cà phê cả. Và cái lúc mà em khởi nghiệp cà phê thì lúc đó là lúc em đang dưới đáy vực thẳm, và lúc đó em đang thất bại một cái doanh nghiệp riêng của em. Và em nhớ mãi là khi em khởi nghiệp cà phê, em có đúng 5 triệu tháng cuối cùng của em để em khởi nghiệp. Vậy làm sao để em làm phê được như bây giờ? Thì với cái 5 triệu đó, cái việc đầu tiên của em là sau khi em có kiến thức về cà phê, em lấy 5 triệu đó, em đi mua, em nhớ lúc đó là 50.000 một ký cà phê và em được mua 100 ký. Sau đó lúc đó dậy, em chưa có máy, em chưa có bị về nhãn mát, em chưa có cái gì hết. Thì em đi về Sài Gòn và em vô thuê một cái cơ sở, người ta cho thuê máy gia công. Và sau khi thuê được, đóng gói xong bắt đầu em đi bán. Và đầu tiên cái việc em bán là gì? Em đi mời từng người, đầu tiên là người thân, bạn bè của mình, và nhờ người ta đầu tiên là mua ủng hộ và góp ý về chất lượng. Cứ thế. Và bắt đầu em phát triển từ từ. Vậy trong quá trình phát triển nó như thế nào? Không có một người nào rót vốn cả. Vậy làm sao? Vậy khi trong quá trình em bán á, nó rất khó khăn. Em đi gặp người này người ta không mua, gặp người kia không mua, gặp chỗ này cũng không mua. Có nhiều trường hợp mà người ta nói xin lỗi là người ta quăng cái bịch cà phê của mình luôn. Vậy làm sao? Em tìm mọi cách. Và trong quá trình em bán đó, nó cũng có nhiều trường hợp xảy ra là hàng nó có vấn đề. Em nói ví dụ như bảo quản không tốt vân vân. Có nhiều cái lô hàng nó bị cháy. Vậy làm sao để em có thể phát triển lên 1 tấn, 2 tấn và đến thời điểm này em bán được 10 tấn? Thì trong quá trình đó thì em rất may mắn một điều là gì? Em đam mê cà phê và em tìm mọi cách em làm ra cà phê tốt nhất, và em đam mê về cái thị trường, cái chinh phục khách hàng. Và chính cái niềm đam mê đó nó chính là cái vốn của em. Và chính cái điều đó là em được một cái người anh rất tin tưởng cho gối đầu 1 tấn cà phê. Thì em nghĩ đó là một cái vốn tài sản vô giá. Và em cũng được thêm một người anh nữa hỗ trợ cho mua một cái máy để trả dần. Thì trước công quá trình đó em cứ làm từ từ, và nó đến ngày hôm nay. Bằng Công có câu chuyện rất là thú vị. Thế còn bạn Thảo thì như thế nào? Chị Thảo như thế nào? Chị Thảo có thể chia sẻ cái kinh nghiệm của mình trong vấn đề khởi nghiệp. Xin chào tất cả mọi người. Mình là kinh doanh bên lĩnh vực in ấn và chế biến hạt điều xuất khẩu. Thì cái khởi nghiệp đầu tiên á, em ra khởi nghiệp thì cái năm em 22 tuổi, thì em nhìn cái dòng người đầu đó là em ở thành phố Hồ Chí Minh, thì em nhìn dòng người đi thì là em nhìn thấy là giống như dòng tiền nó đang chảy đó. Cái em mới nói là tại sao mình đã đến 22 tuổi rồi mà tại sao cứ đi nhận tiền phụ cấp của gia đình mà không vượt lên để kiếm cho mình trang trải được cái cuộc sống. Thì cái ý chí và cái nghị lực đẩy em lên rất là mạnh. Trước tiên á là em chưa có vốn nhiều, thì em vay mượn bạn bè để thuê lại một căn nhà và cho thuê lại. Thì một căn là em lời được, thời điểm đó em lời được 5 triệu, thì có thể đủ trang trải được cho em ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì sau khi mà cái cuộc sống em ở đó đó đã đủ để em sống trang trải bình thường á, thì em mới nghĩ là tại sao người khác đi xe này xe nọ, nhà này nhà nọ, thì tại sao mình không vượt lên. Rồi em mới nghĩ ra là em mới nhìn là những cái trường đại học làm in ấn á, để bán là những cái tài liệu, thì em đi bán từng cái sắp tài liệu đó. Rất cái nguồn vốn là em tìm ra được là từ cái lợi nhuận em bán được sản phẩm. Thì khi mà em thành lập cái quá trình mà làm in ấn thì em gặp rất nhiều khó khăn. Hồi mới mở ra thì em cứ nghĩ là muốn làm thì cứ làm thôi đó. Cái xong rồi khi mà trong quá trình làm thì em đã gặp rất là nhiều thất bại, đến nỗi em phải sang tiệm luôn
em không còn một đồng vốn nào hết. Quá trình thất bại đó thì em hỏi tại sao em thất bại. Xong rồi trong cái quá trình là do em chưa có kiến thức nhiều á, thì em trau dồi cho mình cái kiến thức. Và từ lúc đó là em thoát khỏi, vượt lên chính mình, khởi nghiệp lại lần thứ hai, cũng bắt đầu từ ngành in ấn luôn. Sau đó khi công ty in ấn nó đã ổn định á, thì em mới đánh vào cái thị trường của đời. Như vậy là từng bước chị Thảo đã đặt ra cho mình một cái đích để phấn đấu, và cái mức của ngày hôm nay và ngày hôm sau thì cứ ngày hôm sau nó phấn đấu để vượt lên. Và chính vì vậy cho nên là tự tìm kiếm cho mình cái nguồn lực để mà đạt được cái mục đích. Không biết là anh Duy có đồng quan điểm như thế này không? Tức là khi đặt ra cái vấn đề mà khởi nghiệp á, thì chúng ta đòi hỏi phải có đủ tất cả các cái yếu tố mà mình đang cho rằng đó là các cái nguồn lực quan trọng cần thiết. Hay là chúng ta, một bạn trẻ nào đó có thể là đạt cỡ 30% thì có thể bước vào khởi nghiệp. Thì không biết là định hình cái vấn đề này như thế nào, anh Duy có thể cho biết. Thông thường là chúng ta rất là cầu toàn, là chúng ta nghĩ rằng là chúng ta chuẩn bị cái A, cái B, cái C đủ rồi chúng ta mới bắt đầu. Tuy nhiên chúng ta không bắt đầu thì chúng ta sẽ không biết là chúng ta sẽ đủ hay là thiếu. Và khi chúng ta và khi mà trong quá trình chuẩn bị thì phần lớn mọi người là nhìn thấy những cái khó khăn nhiều hơn là nhìn thấy những cơ hội. Tức là vô hình trong trong cái cách nghĩ và cái cách đào tạo của chúng ta, hoặc là trong cái cách chúng ta hay nói trong đời thường đó, là chúng ta được huấn luyện rằng hãy tránh đi những cái khó khăn. Và chúng ta nhìn thấy những cái khó khăn mà chúng ta không được huấn luyện rằng khó khăn đó chính là cơ hội. Tại vì cái khó khăn đó thực sự là khi ra khởi nghiệp mà không có tiền, không có vốn bằng tiền, đó chính là cơ hội. Cơ hội để chúng ta luyện chúng ta một cái ý ngưỡng mới. Đó là ý ngưỡng là chúng ta kiếm tiền từ chính hai bàn tay trắng. Và chúng ta không nghĩ rằng cái cơ hội mà chúng ta đang có tiền trong tay đó không phải là cơ hội. Chúng ta không được huấn luyện cái cách đó. Và đó là lý do mà chúng ta không dám bước bước một. Nó là đừng cứ chuẩn bị, cứ lo rằng chuẩn bị đầy đủ rồi chúng ta mơ ra, mà chúng ta hãy dám bước bước một. Tại khi chúng ta bước một bước một là chúng ta sẽ biết rằng là bước hai chúng ta sẽ bước cái cách nào, bước ba chúng ta sẽ bước nào. Cái con đường thì nó rõ lắm. Các bạn không tin các bạn đi bước đi. Chứ có cái bây giờ các bạn cứ ngồi đây, các bạn nghĩ là các bạn sẽ đi tới kia nè, bạn nghĩ trong đầu là nó khác, nhưng mà rồi rút cuộc rồi bạn cũng không có bước. Hãy bước bước một đi thì mình sẽ biết bước hai nó là cái gì. Hãy luyện cho mình cái khả năng là hành động, làm liền, thử rồi mới biết sai, và sai thì chúng ta sửa. Tại vì khi chúng ta chưa hành động chúng ta cũng không biết đúng hay sai đâu. Nếu mà bước ra một cái đúng thì tuyệt vời, bước tiếp, mà bước ra một cái sai thì lại chỉnh đồ rồi làm gì, bước tiếp. Tóm lại là đúng sai gì cũng bước. Cái chữ rủi ro, các bạn biết vì sao các bạn không làm không? Các bạn sợ cái chữ rủi ro. Mà rủi ro từ đâu ra bạn biết không? Rủi ro bằng gì ? Kiến thức cộng với kinh nghiệm. Nếu kiến thức bạn bằng không về lĩnh vực đó và kinh nghiệm bạn bằng không về lĩnh vực đó, chắc chắn rủi ro 100%. Mình ví dụ với các bạn, hồi sáng đi từ Sài Gòn lên đây thì cái bác tài xế nói với mình rằng cái con đường này em chưa đi lần nào hết. Điều đó có nghĩa là gì? Kiến thức về cái con đường này ổng không biết, và kinh nghiệm về con đường này ổng không biết. Rủi ro chắc chắn 100%. Ổng vừa nói cái câu đó xong là mình hỏi trong đoàn bạn nào đã đi đường này rồi, và bạn nói đường này em biết rồi. Mình bắt cái bạn đó lên ngồi với ổng đi, và bạn đó ngồi thuyết minh rất là tuyệt vời. Cái chỗ này là anh phải chạy từ từ này, cái chỗ này là công an nó hay đứng này, và tài xế cứ theo vào ổng nói cái chỗ này là cái con đường này là lần đầu tiên anh đi á. Các bạn hình dung ra đây này. Tức là kiến thức bằng không, kinh nghiệm bằng không, rủi ro 100%. Vậy làm sao để chúng ta hạn chế rủi ro? Kiến thức tăng lên, kinh nghiệm tăng lên, rủi ro nó giảm xuống. Cái cách để chúng ta khắc phục rủi ro nó là như vậy. Và khi nào chúng ta có nghiệm, làm tự nhiên nó có cơ nghiệp. Khi nào chúng ta có cái kiến thức, đi với những người đã làm được cái cách đơn giản. Nếu các bạn muốn khởi nghiệp từ không đồng, ngồi suy nghĩ không có ra đâu, bạn không có ngồi suy nghĩ ra được. Cái cách đơn giản nhất, cái công thức đơn giản nhất trong cuộc đời này là hãy tìm người nào đó làm được và hãy tới nói chuyện với họ hoặc là đi với họ. Cái cách đơn giản nhất để bạn lái xe là không phải ngồi tự học lái xe, mà đi tìm ông lái xe và cứ đi dưới ổng. Tại vì những ông đó, ông đang nắm cái công thức ở động á. Đừng cứ ngồi suy nghĩ, đừng cứ ngồi sợ, tại vì nó không có giải quyết được vấn đề gì đó. Bạn biết rằng bạn muốn ra khởi nghiệp,
mà trong tay bạn không có đồng nào, thì rất là đơn giản, nhìn chung anh mình, cái ông nào mà ông ra khởi nghiệp mà trong tay ông không có đồng nào mà ông khởi nghiệp được, thì cứ đi tìm cái ông đó xin ông làm sư phụ. Thì có một bạn lại đặt cái câu hỏi của mình nói như vậy nè: người ta thành công, người ta giàu có mà em nghèo, nên là người ta đâu có chơi với em đâu. À, thì mình mới trả lời như bạn đó như vậy này: em nghèo về tiền, em nghèo về vật chất, nhưng em giàu về trí tuệ, em giàu về tâm hồn, thì khối người chơi với em. Nhưng em nghèo luôn cả trí tuệ, em nghèo luôn cả cái tâm hồn, thì mắc mớ gì tôi phải chơi với em? Tại cái gì em cũng nghèo hết. Vậy thì có nhiều bạn hỏi, vậy thì làm sao để em nghèo em giàu về tâm hồn? Mình kêu giàu về tâm hồn rất là đơn giản. Bạn đọc cái quyển sách nào đó hay, bạn thấy quyển này rất là tuyệt vời, bạn thấy rằng anh Vũ này ảnh cần cái quyển sách đó, thì đơn giản cái quyển sách bạn mua bao nhiêu, cứ 50.000 à, bạn tới bạn tặng cho anh Vũ: anh Vũ ơi, em thấy quyển sách này nó rất là hay, em tặng cho anh. Anh Vũ rất là vui, rất là happy, và anh Vũ anh sẽ rằng à, cái cậu bé này rất là tuyệt vời, và anh Vũ sẵn sàng giúp các bạn. Chúng ta phải giàu về tâm hồn, chúng ta phải giàu về trí tuệ. Đồng ý là vật chất chúng ta chưa có một cái gì hết, chúng ta đang nghèo về vật chất, thì tất cả những người giàu có họ sẽ chơi dơ bạn. Bạn cái gì bạn cũng nghèo hết, tiền không có, trí tuệ cũng chả có, tâm hồn thì keo kiệt, không có dám uống cà phê thì uống đi nhậu thì chơi, mà mua một cái quyển sách đi tặng người ta thì ngồi tính toán, thì ai mà chơi dơ bạn? Tại sao tôi phải chơi dơ bạn? Các bạn nhận ra điều này, nó là không có cái gì là khó khăn đó. Chúng ta hãy thấy khó khăn đó chính là cơ hội. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn anh Duy. Ở trong cái nội dung này thì chúng tôi xin phép được kết nối với đại biểu khách mời phía dưới, đó là anh Trần Quốc Duy. Anh Trần Quốc Duy, bí thư tỉnh đoàn, là người đang theo dõi và có những cái định hướng cho thanh niên trong tỉnh khởi nghiệp. Anh Duy có thể chia sẻ cái quan điểm của anh trong các nguồn lực quan trọng trong khởi nghiệp, thì anh có đồng tình với chúng tôi rằng vốn, trong đó ta có thể định hình nó là tiền, nó cũng chỉ là một trong những cái yếu tố thôi, còn lại là chúng ta có nhiều cái nguồn lực khác. Vậy thì anh Duy thì có quan điểm anh như thế nào? Xin chào tất cả quý vị đại biểu tham dự chương trình ngày hôm nay, cũng như là tất cả các bạn trẻ đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Thì cho phép tôi được kể một cái câu chuyện ngắn thôi. Có nghĩa là đơn giản là trước đây thì ở Việt Nam của chúng ta, thực ra cái khái niệm khởi nghiệp nó không phải là mới. Tuy nhiên trong cái thập niên gần đây thì ở Việt Nam đã đưa cái khởi nghiệp trở thành một phong trào. Tuy nhiên sau một cái chuyến đi vừa rồi của Ban Bí thư Trung đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đến thăm thung lũng Silicon tại Mỹ, thì sau khi quay về thì cái quan niệm của khởi nghiệp nó không chỉ dừng lại ở một cái phong trào, mà phải trở thành một cái gọi là ecology, có nghĩa là một cái hệ sinh thái. Thế thì tôi đang muốn nói một cái câu chuyện chuyển đổi cái nếp suy nghĩ của người Việt trong cái câu chuyện là tạo thành một cái phong trào đến một cái hệ sinh thái. Đó là một cái câu chuyện chuyển biến về nhận thức. Và ngày hôm nay tại cái diễn đàn của chúng ta, tại buổi tọa đàm ngày hôm nay, chúng ta đang bàn một cái vấn đề khởi nghiệp và vốn. Thì trước đây một số bạn trẻ cũng như rất là đông đảo những người xung quanh của chúng ta cho rằng khởi nghiệp nếu như không có tiền thì sẽ không làm được. Và tôi cũng không hoàn toàn đồng tình với lại vấn đề này. Tôi khẳng định quan điểm của cá nhân của tôi là như vậy. Nói đơn thuần một ví dụ, thí dụ như là trong cái lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đã có rất là nhiều cái diễn giả đã nói chung là bán cái trí tuệ, bán cái tri thức của mình, những cái gì mình đang vốn có, để có thể ban đầu chỉ là những cái buổi chia sẻ như thế này thôi, đúng không ạ? Chỉ là chia sẻ và nói chuyện với các bạn. Thế nhưng mà sau đó những diễn giả này trở nên thành công trên cái con đường là truyền tải cái trí tuệ, những cái gì mình biết từ cái vốn kinh nghiệm thực tiễn của mình, và những diễn giả đó được các diễn đàn mời đến để chia sẻ. Như vậy thì họ đã sử dụng được những cái gọi là vốn về trí tuệ, về cái năng lực của bản thân của mình để mà có thể kiếm tiền. Như vậy họ khởi động không phải là từ cần một xu, một cắc, một đồng nào cả, mà từ cái vốn ở đây là vốn kinh nghiệm, vốn về trí tuệ của mình. Hãy nói đến chuyện một cô hoa hậu ở Thái Lan, khi chúng tôi nói chuyện trên một cái diễn đàn như thế này, thì cô ấy bảo rằng cô ấy cũng khởi đầu bằng một số vốn rất là nhỏ, tiền bạc, tiền Thái Lan, và đổi ra là khoảng 7 triệu tiền Việt. Và cô ấy theo cái mô hình là SE, có nghĩa là Social Entrepreneur, hay nói cái khác là cái doanh nghiệp xã hội. Và cô ấy là một cái công việc là cô ấy có một cái mô hình bán các suất ăn trưa cho trẻ học bán trú. Và trong cái suất ăn trưa thì cô ghi rõ là cứ 15% của suất ăn trưa này sẽ gửi đến một cái quỹ từ thiện. Và hàng tháng thì cô đều công khai cái số tiền gửi đến quỹ để mà có những cái hoạt động nhân đạo vì cộng đồng.
Bởi vì trong một cái chiến lược phát triển bền vững mà UN đưa ra trong cái thời điểm gần đây, có nghĩa là Liên Hiệp Quốc đưa ra trong thời điểm gần đây, thì có nhấn mạnh một cái yếu tố là humanity, có nghĩa là cái tính nhân văn. Và trong cái đạo đức của doanh nghiệp của chúng ta cũng nhấn mạnh đến cái yếu tố này, và nó có liên quan đến cái sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Thì đó là một cái câu chuyện về nhân nghiệp xã hội. Quay trở lại câu chuyện về vốn, thì có những giống như câu chuyện thành công của ông Bill Gates, đó là ông đầu tiên ở cái mô hình là gì đây, tự mình làm. Tự mình làm có nghĩa là self-employed, tự mình làm. Sau đó đến khi cái mô hình của ông mở rộng ra thì ông cảm thấy một mình ông làm không đủ, không đủ sức để làm. Thế thì ông lại employ, có nghĩa là sử dụng nhân công, thuê mướn những người khác để làm cho mình. Và dần dần thì cái mô hình của Bill Gates đã trở thành một trong những cái mô hình mà cả thế giới cần phải noi theo, cần phải học đó. Bởi vì đó là một tỷ phú, và trên cái thương trường thì Bill Gates trở thành một cái người rất là nổi tiếng. Và thêm một số nhà quản trị chiến lược kinh doanh về hiện đại thì họ cũng đi từ những cái bài toán bắt đầu bằng số 0. Như vậy thì quay trở lại với câu trả lời này, thì tôi có thể cho rằng cái vốn ở đây rất đồng ý với các diễn giả của chúng ta tham dự chương trình tọa đàm. Có nghĩa là vốn ở đây là vốn về tri thức, vốn về kiến thức, và cũng là về tài chính, về tài chính. Và đặc biệt tôi nhấn mạnh trong cái thế giới của chúng ta ngày nay á, thì chúng ta còn một cái vốn nữa là vốn về kỹ năng. Và chúng ta cũng biết là 75% của sự thành công của chúng ta trong ngày hôm nay đó là nhờ kỹ năng mềm, kỹ năng xã hội. Và nếu như bạn có được cái chìa khóa kỹ năng này thì chúng ta có thể mở rất là nhiều cánh cửa để đi đến cái câu chuyện kinh doanh. Chia sẻ thêm một cái nữa, một cái vốn mà một diễn giả, một cái bạn trẻ ngồi tại đây, một doanh nghiệp trẻ ngồi tại đây chia sẻ, đó là vốn về cái sự khát khao và cái đam mê. Thì tôi cho rằng cái này trong cái yếu tố của thanh niên người Việt của mình á, thì vẫn còn thiếu trong rất là nhiều cái hội chợ về khởi nghiệp, những cái trade fair, những cái hội chợ về thương mại tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thì khi sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh tham gia thì chúng tôi cũng có tiếp xúc với lại ban tổ chức, và họ trả lời một câu là sinh viên vẫn còn rất ngại để có thể là tự làm chủ, mà thường là chỉ đi đánh thuê, đi làm thuê để giống như là một cái nguyên tắc an toàn, và dường như là họ sợ cái rủi ro. Và nếu họ không sẵn sàng để trở thành những risk takers, là những người mà sẵn lòng để có thể chấp nhận cái rủi ro trong cái nghề kinh doanh, thì họ sẽ không thể nào khởi nghiệp tốt được cả. Vậy thì rõ ràng cái câu chuyện ở đây thì thầy Duy đã có khuyên chúng ta là chúng ta hãy bước số 1, và sau đó chúng ta sẽ bước tiếp bước số 2, rồi chúng ta sẽ tiếp tục những bước còn lại. Còn nếu như chúng ta sợ thì chúng ta chẳng bao giờ bước được. Nhưng tôi có một cái thông điệp gửi đến các bạn trẻ là nếu như chúng ta bước lên một bước, chúng ta hãy rào lại đằng sau để chúng ta có thể bước lên được những bước kế tiếp. Bởi vì đằng sau là cản lại rồi, chúng ta không có gì mà phải gọi là cản trở chúng ta, và chúng ta cứ bước những cái bước thẳng kế tiếp. Và đối với Bình Phước hiện nay thì cũng xin được chia sẻ với các bạn đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, đó là thanh niên của Bình Phước. Sau khi chúng tôi có một số chương trình đối thoại với thanh niên thì chúng tôi cho rằng một cái diễn đàn như thế này đây, có thể là 200 bạn, 300 bạn tham dự, nhưng mà chúng tôi chỉ cần có 10 bạn là thực sự là đam mê, là khát khao khởi nghiệp và sẵn sàng giơ bàn tay của mình lên nói rằng với đôi bàn tay của mình, với khối óc và với trái tim, với trí tuệ của mình, với kỹ năng của mình, chúng tôi sẵn sàng bước vào cái thương trường, vào cái câu chuyện về khởi nghiệp. Còn nói về một cái vấn đề vĩ mô thì chúng ta lại phải xem xét nền kinh tế của Việt Nam trong một cái bức tranh toàn cảnh với lại kinh tế của thế giới. Và tôi cho rằng cái sự chia sẻ của chúng ta sẽ lại liên quan đến một chủ đề khác, cho nên sẽ được chuyển micro lại cho chương trình của chúng ta. Vâng, xin cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn Bình Phước đã có những chia sẻ với chúng ta rất là thú vị. Tiếp theo câu chuyện của đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn, đồng chí Trần Quốc Duy, thì anh Duy, anh thấy thế nào? Anh có thể chia sẻ thêm xung quanh các vấn đề mà đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn Bình Phước, người thủ lĩnh của thanh niên Bình Phước đang có định hướng khởi nghiệp như vậy đấy, thì cái quan điểm như vậy chúng ta có đồng cảm chia sẻ thêm không? Mình cũng có dịp giao lưu với rất nhiều những bạn làm bên nhà nước, mình thì không liên quan tới nhà nước hả, thì thực sự là đặc biệt là những người mà làm như cái công tác đoàn đó thì ít quan tâm tới kinh tế và rành về kinh tế như bạn Duy lắm. Và ở đây mình cũng rất là ngạc nhiên với bạn, và cái buổi nói chuyện vừa rồi của bạn mình rất là thu hút, và mình nghĩ là bạn đi làm kinh tế phải ok hơn. Mình nghĩ bạn là người làm kinh tế chứ mình không nghĩ là bạn là người đi làm tỉnh đoàn đâu ạ. Nó là các bạn ở tỉnh đoàn Bình Phước, các bạn rất là may mắn khi mà có một người thủ lĩnh rất là am hiểu về kinh tế, nên là sẽ giúp cho các bạn trẻ ở Bình Phước cái bước đi lên trong cái bước đường khởi nghiệp. Thì mình lại có một cái chút xíu chia sẻ như vậy. Hiện tại thì cái phong trào khởi nghiệp ở Việt Nam chúng ta rất là vui, được các cơ quan ban ngành, đầu tiên là ở cấp độ là chính phủ,
và sau đó nó lan tỏa về các cái cơ quan địa phương, rồi các cơ quan truyền thông, báo đài hỗ trợ rất là nhiều. Thì cái phong trào khởi nghiệp trong thời gian vừa qua nó lên như vậy, thì nó, các bạn đã nhớ là trong khởi nghiệp nó xuất hiện ba đối tượng. Đối tượng thứ nhất đó là đối tượng họ khát khao cháy bỏng lắm, họ chỉ biết là cuộc đời của họ gắn với khởi nghiệp, họ không khởi nghiệp được là họ không có sống được. Cái ông đó là ông có thất bại, y như hồi nãy mình nghe bạn Thảo kể, bạn Thảo là dạng người đó đó, tức là họ có thất bại rồi lên 60 tuổi rồi họ cũng lò mò họ ra họ khởi nghiệp, tại vì cái cuộc đời họ khởi nghiệp họ mới vui, họ không có làm cái gì họ vui đó, cái máu của họ là cái máu nó khởi nghiệp rồi. Thì những cái con người đó các bạn không, trước sau họ cũng thành công đó. Họ chỉ có khởi nghiệp thôi, họ phải đi làm kinh doanh thôi. Thì thực sự mà các bạn mà luyện cho mình được cái tính cách như vậy á, thì mình nói là không còn gì phải bàn, không còn gì phải bàn đó. Tại vì những cái khó khăn, những cái thách thức á, là bạn thích lắm, bạn thấy rất là tuyệt vời. Như những người như bạn Thảo, những người như mình, các bạn biết không, khi mà cái công ty mình nó ngọt ra là bạn tự đi hỏi á, tại sao giờ cái công ty mình không còn gì thú vị nữa, là bắt đầu đi bày công ty khác ra làm tiếp á. Họ luôn thử thách. Và chính vì yếu tố đó, họ luôn truyền được cái nhiệt huyết cho tất cả những người làm việc với họ. Các bạn biết, nếu mà cơ quan thuế hoặc quản lý thị trường đi tới cái công ty của bạn và bạn làm cái gì đó sai luật và muốn phạt, nhưng mà những cái cơ quan thuế quản lý thị trường mà nghe những cái con người này mà họ đứng họ chia sẻ là họ cũng chùng lòng họ đi về luôn. Các bạn, tại vì thấy họ đam mê quá và biết rằng là tất cả những cơ quan đó phải giúp họ. Các bạn có làm được cái việc đó không? Các bạn làm sao mà tất cả mọi người chúng anh phải trở thành nguồn lực và phải giúp ta đi? Cái đam mê chúng ta nó cháy bỏng tới mức độ đó. Thì nếu các bạn mà đạt được cái con người đó thì an tâm đi, và các bạn phải luyện. Cái dạng thứ hai là vui lắm. Cái dạng thứ hai là không muốn ra khởi nghiệp mà bắt buộc phải ra khởi nghiệp, tại vì bố mẹ đều là giám đốc hết rồi. Là sinh ra đi làm giám đốc luôn thôi. Nên cái dạng đó nó cứ cà tơn, vui lắm. Lâu nay mình chia sẻ cái dạng đó là cái dạng vui lắm. Ok không ạ? Thì tại sao mình chia sẻ rõ ra vậy? Để các bạn nhận ra là các bạn là dạng cái con người nào. Và cái dạng thứ ba vui lắm. Cái dạng thứ ba là cái dạng mà theo phong trào. Ngày nay thấy bạn bè mà nó ra khởi nghiệp nhiều nhớ. Thế nhỉ? Bạn bè của Thảo, thấy Thảo ra khởi nghiệp được nè, theo phong trào. Thấy ra khởi nghiệp là hy vọng sẽ thành công, hoặc là một là theo phong trào, hoặc là bị đòi đá cho ăn cái. Ví dụ là thi đại học rớt, nó xin việc hoài không được, thôi ra khởi nghiệp. Hoặc làm việc cho công ty đó, sáng thức dậy bị ông sếp đuổi, tức là hết đường bí và chỉ còn một cái con đường để đi thôi, thế là ra khởi nghiệp. Thì những bạn như vậy á, thì các bạn nên học tập, học hỏi, rèn luyện thêm. Và hiện tại á, là một cái thống kê ở ngoài thị trường, các bạn ở ngoài thị trường, cái con số ngoài thị trường chung á, là cứ sau 3 năm ra khởi nghiệp 100 bạn á, là hơn 80% những bạn thất bại. Lý do thất bại lớn nhất mà hiện tại người ta thống kê đó là thiếu cái kiến thức và tư duy về kinh doanh. Khi các bạn đi làm kế toán thì các bạn lại đi học cái môn kế toán rất là kỹ, nhưng mà khi các bạn làm kinh doanh thì các bạn lại không có đi học. Các bạn thiếu kiến thức về kinh doanh. Thực sự kinh doanh nó cũng là một cái chuyên môn kinh doanh. Các bạn nhớ vậy. Nó cũng như môn kế toán, nó cũng như môn lái xe. Bạn đi học cái kỹ năng lái xe thì bạn lại dám bỏ ra 3 tháng, 6 tháng để bạn đi học lái xe. Nhưng mà đi làm kinh doanh thì phần nhiều là mọi người nói kinh doanh có gì đâu để học. Rồi không có học, hoặc là học một bữa, hai bữa, nghĩ rằng là mình đã biết hết rồi. Nghĩ là cái lý do lớn nhất mà hiện tại người ta thấy được là chúng ta thiếu cái kiến thức về kinh doanh. Tuy nhiên ngày hôm nay ở Việt Nam nó cái điều kiện đó nó đủ rồi. Anh rất là nhiều người giới đi trước là luôn luôn hỗ trợ các bạn. Tài liệu sách vở cũng có rất là nhiều. Cơ quan nhà nước cũng hỗ trợ các bạn. Và cái môi trường càng ngày nó càng thuận lợi ra. Nên là cái điều kiện học hành để bồi bổ tư duy là các bạn nằm trong lòng bàn tay. Nên mình tin rằng là sắp tới những bạn trẻ ra khởi nghiệp thì nó sẽ cái mức độ thất bại nó sẽ giảm đi và cái những người thành công nó sẽ cao ra. Tức là các bạn trẻ bây giờ đã có sẵn sàng chuẩn bị cho mình cái vốn tri thức để bước vào khởi nghiệp nhiều hơn. Qua câu chuyện của anh Nguyễn Thế Duy thì tôi xin phép được hỏi
bạn Minh Quân. Bạn Minh Quân là động lực như thế nào khiến bạn khởi nghiệp? Bạn Minh Quân là như là đến từ Phước Long à? Dạ đúng rồi, em Phước Long. Long à. Bạn có cái thương hiệu sản phẩm gì? Dạ hiện tại giới thiệu và có thể cho biết là cái động lực nào khiến bạn bước vào khởi nghiệp khi mà mình còn đang học? À, chào tất cả mọi người, chào anh thầy Duy và anh Vũ. Hiện tại thì em đang sản xuất và kinh doanh thảo mộc làm đẹp. Cái con đường ra khởi nghiệp của em thì nó lại khác với lại những con các bạn khác, là em đi làm 5 năm và em làm ở Đồng Nai. Khi mà em bước chân từ Phước Long em đi làm á, thì em lúc đó em không có ý định về lại Bình Phước đâu, thật sự là vậy. Nhưng mà khi mà mình đi làm một thời gian, mình thấy là tất cả các tỉnh á có rất là nhiều nguồn lực khác nhau, và mình giống như là mình chỉ đi làm mướn cho các tỉnh đó thôi, thật sự là vậy. Và sau đó thì trong em nó có một cái đam mê, tại vì em là xuất thân từ nhà nông và bố mẹ em làm nông, và nhà em thì đất cũng rất là nhiều để làm nông, và em mới xác định là mình sẽ học những cái gì về nông nghiệp. Và khi mà học về nông nghiệp xong á, lúc đó là em đang đi làm rồi, xong trong thời gian 5 năm đó là em tìm hiểu về thảo mộc. Và khi mà em ra làm á, khi mà em ra khởi nghiệp á, thì cái mức thu nhập của em lúc đó cũng rất là cao, tại vì em làm cho một tập đoàn của Hà Lan. Và khi mà ra khởi nghiệp thì bố mẹ rất là cản, nhưng mà trong đầu em nó vẫn có một cái câu là mình mong muốn là mình phải làm chủ bản thân mình, chứ mình không muốn là mình đi làm mướn cho những người khác, thật sự là vậy. Và sau đó thì cũng em đi học những cái lớp ở trên Sài Gòn và học bên Bichonin, thì em thấy là mình đang có một cái tiềm lực rất là lớn, đó là về đất đai và cả về trí tuệ nữa. Trong những cái thời gian mà em đi làm, em bỏ tiền, hầu như 5 năm đó là em bỏ tiền rất là nhiều để em đi học về kiến thức. Và sau đó thì động lực là cái bên trong là cái điều đầu tiên. Cái bên trong là điều đầu tiên là em rất là muốn ra làm chủ. Và hiện tại thì em đã có một cái sản phẩm cho riêng mình về làm đẹp thảo mộc. Dạ, đó là cái động lực từ bên trong. Bạn bỏ tiền ra để mà trang bị cho mình cái tri thức khởi nghiệp. Dạ. Nhưng mà xin hỏi bạn có bỏ một số tiền lớn trong lúc bạn khởi nghiệp không? Thật sự ra khi khởi nghiệp đó là em bỏ rất là thấp. Nói ra thì chắc bạn nghe hơi bất ngờ, có bỏ có khoảng gần 1,5 triệu. Gần 1,5 triệu. Thì lúc đó, lúc mà em ra khởi nghiệp là em đang bị âm vốn là khoảng 50 triệu. Tại vì trước đó em có kinh doanh mai và lỗ cũng rất là nhiều trước Tết được vừa rồi. Nhưng mà sau đó thì còn lại số tiền rất là nhỏ, và em chỉ bỏ ra có khoảng 1,5 triệu thôi, gần 1,5 triệu. Và tới thời điểm hiện tại thì nó đã đang vực dậy lên rất là nhiều, và thị trường đang biết đến cái sản phẩm làm đẹp của em. Dạ. Cảm ơn bạn Minh Quân. Bây giờ trở lại với một vấn đề xin được hỏi anh Nguyễn Thế Duy. Tại sao là trong thực tế là có những người bỏ ra cái đồng vốn, ở đây mình định hình luôn đó là tiền, khá lớn nhưng mà vẫn khởi nghiệp thất bại. Nhưng mà ngược lại thì có những người là bỏ ra rất ít tiền mà họ lại thành công. Anh có thể chia sẻ về điều này? Cái việc này mình gặp rất là nhiều. Và khi mà ngồi các bạn ở đây thì tối hôm qua mình cũng đứng một cái lớp, cả một ngày hôm qua mình đứng một lớp. Và trong lớp đó là có một bạn là mất 2 tỷ, một bạn nữa là mất 200 triệu. Bạn mất 2 tỷ thì ra khởi nghiệp 1,5 năm và mất hết 2 tỷ. Một bạn là mất 200 triệu sau 9 tháng, và một bạn nữa là mất hơn 100 triệu sau 5 tháng. Và khi mình chia sẻ thì các bạn mới ngộ ra, thực sự là chúng ta có những cái mô hình ra kinh doanh. Tuy nhiên là mô hình thứ nhất á, mình hay là khởi nghiệp bằng cái cách gọi là cái cách công nghiệp. Nghĩa là chúng ta ra khởi nghiệp bằng cách làm bằng một cái nhà xưởng. Cái mô hình nó xuất hiện cái đây hơn 100 năm trước. Là chúng ta ra khởi nghiệp là chúng ta phải có một cái nhà xưởng bằng mô hình sản xuất á, thì cái mô hình đó khởi nghiệp thực sự công bằng mà nói với các bạn á, bắt buộc phải có tiền. Không có tiền không khởi nghiệp được, không có tiền làm sao mình mở cái nhà xưởng được. Tuy nhiên sau đó xã hội nó phát triển hơn, và có những con người họ rất là thông minh hơn, họ khởi nghiệp bằng cái cách dịch vụ. Ví dụ như bạn biết nấu phở và bạn ra bạn mở một cái quán phở thôi, và bạn bán phở và bạn phục vụ tốt, hàng ngày bạn bán rất là nhiều, thì cái mô hình đó gọi là mô hình dịch vụ, nó đơn giản hơn, nó nhẹ hơn, nó không phải như mô hình nhà xưởng, bắt đầu nó dễ hơn rồi, nó dễ hơn một chút xíu rồi. Và sau đó xã hội bắt đầu nó phát triển hơn, và có những con người họ thông minh hơn thì họ khởi nghiệp bằng mô hình thương mại. Là bằng cách như vậy, như thế nào ạ? Nó lại còn dễ hơn đi mở một quán phở nữa, là bằng cách là
tôi muốn kinh doanh quán cà phê, thì tại sao tôi phải đi mở quán cà phê trước? Tại sao tôi phải sản xuất quán cà phê trước? Tại ở trên thị trường cũng đầy những người đang làm mua cà phê mà. Tôi cứ việc tôi qua bàn công, tôi đàm phán với bàn công, nó là tôi là người kinh doanh lại, tôi không phải là người mua đi cuối cùng. Anh hãy cho tôi cái giá tốt không? Các bạn hình dung ra điều này chưa? Hoặc là mình qua bên bạn Thảo. Bạn Thảo có hạt điều đúng không? Mình thấy bạn Thảo có những cái sản phẩm hạt điều rất là đẹp đúng không? Thì mình thích cái này. Mình nói bạn Thảo ơi, mình là người mua đi bán lại, bạn hãy bỏ cho mình cái giá tốt. Bạn Thảo nói ok, vậy thì mình hỗ trợ bạn 30%. Vậy thì khi mình ra mình bán thì các bạn thấy không? Cái bắt đầu cái khoản tiền chúng ta nó bỏ ít, nó dễ hơn cái mô hình hai luôn. Cái khoản tiền chúng ta bỏ ra rất là ít, thậm chí cái kỹ năng mà bạn đàm phán giỏi nữa đó thì lại gì ạ? Lại là hầu như là không có tiền luôn. Cái mô hình đó người ta làm mô hình thương mại. Tuy nhiên gần đây nó lại có một cái mô hình khác gọi là mô hình khởi nghiệp bằng thông tin. Nghĩa là sao ạ? Nghĩa là mình ra là mình làm cái người môi giới liền. Mình biết là anh Vũ là người có đất và anh muốn bán đất. Mình biết người này là muốn mua đất. Mình là người ở giữa, mình chỉ có cái thông tin đó thôi. Mình cứ nói hai cái ông này lại và thế là mình lấy cái hoa hồng. Các bạn trong ra điều này và có những người họ bắt để mình định hình lại cho bạn. Các bạn có thấy bốn mô hình khởi nghiệp không ạ? Một là chúng ta ra chúng ta bắt đầu bằng sản xuất liền. Nói thật với bạn là tiền rất là lớn. Đó là cái một cách. Hoặc là chúng ta làm cái mô hình dịch vụ là bằng cách là chúng ta ra chúng ta mở quán phở liền. Chúng ta cũng có tiền nhưng mà nó đỡ hơn cái kia chút xíu, nó đỡ hơn. Thương mại là có thể là bỏ một cái tiền hồi kia mình bắt đầu bằng mô hình thương mại, tức là mình đi lấy nước mắm mình đi bán. Và bây giờ có những bạn nó bắt đầu từ mô hình thông tin, đi làm môi giới thôi. Uber, các bạn biết taxi Uber, họ cũng đi từ mô hình thông tin. Họ biết ai đi xe, họ biết ai khách nào đi xe, họ biết ai có xe, họ đứng lại, họ kết nối giữa và họ lấy hoa hồng. Thì cái câu hỏi đặt ra là khi chúng ta một người ra khởi nghiệp, mới ra khởi nghiệp, thứ nhất là chúng ta không có kiến thức thực tiễn, thứ hai chúng ta không có kinh nghiệm trải nghiệm, chúng ta chưa có kinh nghiệm tương tác với khách hàng nhiều, mà chúng ta phải bỏ một cái khoản tiền ra rất là nhiều, 2 tỷ, chúng ta xây dựng một cái nhà máy, rồi chúng ta mới gì những năm tháng còn lại chúng ta mới tìm cách để chúng ta lấy lại hết cái khoản tiền đó. Và chừng nào chúng ta lấy lại hết vốn rồi chúng ta mới bắt đầu là kinh doanh co lại. Các bạn nhận ra điều này không? Chúng ta mắc một cái quy trình nó rất là dài. Vậy thì những người mà bỏ tiền ra một cục ra kinh doanh á, thì mình luôn, cái kinh nghiệm của mình á là mình luôn yêu cầu bạn phải đạt 3 cái tiêu chí sau. Tiêu chí thứ nhất, bạn phải là người có rất là nhiều tiền. Tại vì nếu mà mình đầu tư cái xưởng đó ra mà nó không như mong muốn thì mình phải có tiền nữa mình đổ vào. Tuy nhiên rất nhiều tiền nó vẫn không giải quyết được cái bài toán đó, mà bạn cần phải có điều kiện thứ hai, nghĩa là bạn phải có rất là nhiều kinh nghiệm trong kinh doanh thì bạn mới dám bỏ tiền ra trước. Và cái điều kiện thứ ba đó là bạn phải có sẵn đội ngũ. Cái lý do mà bạn mất 2 tỷ là bạn ra bạn mở một cái xưởng gia công may và sắm sửa máy móc đồ mọi thứ hết. Các bạn nói cái sự vụ, cái việc nó rất là lớn và bạn chưa đủ kinh nghiệm. Khoảng 1 năm, 1.5 năm là bạn mất sạch cái số tiền đó và hiện tại đang ra nhà trọ ở. Các bạn nói cái mô hình đó là dành cho những người có kinh nghiệm. Vậy thì những người mà không có kinh nghiệm, những người mới ra khởi nghiệp là mình khuyên các bạn là nên chọn cái mô hình 4 hoặc mô hình 3. Cùng lắm là mô hình 2, các bạn đừng có đụng vào cái mô hình 1. Mô hình 1 là dành cho những người phải có kinh nghiệm, họ kinh doanh rất là thành công rồi, họ mới làm cái bài đó. Cảm ơn anh rất nhiều. Tức là anh Duy nói là có mô hình dành cho những thanh niên mới vào khởi nghiệp. Là chúng ta đừng có quá chú trọng là đầu tư một cái nguồn vốn rất lớn vào để khởi nghiệp. Như vậy là đây là một cái kinh nghiệm của anh. Để mình giải thích cho, mình kể một cái câu chuyện này. Năm 2014 mình đứng lớp cho mình được mời một tổ chức phi chính phủ mời và mình đứng lớp cho Tây Ban Nha, Ba Lan và Đức nữa. Thì trong đó có một cái anh luật sư người Tây Ban Nha, anh nói là tôi rất là thích ra kinh doanh cái mô hình khách sạn, nhưng mà nói thật với anh á là hồi giờ tôi không có vốn. Nó là mãi cho tới giờ tôi 40 tuổi rồi tôi vẫn không ra được. Và hôm nay anh chia sẻ rất là thú vị, bây giờ anh hướng dẫn cho tôi cái cách làm sao để tôi bắt đầu nó đi.
mình mới nói rất là đơn giản, anh hãy đi tìm cái khu vực nào đó của anh á mà người ta có khách sạn và ở cái nơi đó khách họ không có nhiều. Bạn xem đó như là khách sạn của bạn đi. Bạn tới bạn đàm phán với người chủ đó. Bây giờ tôi chịu trách nhiệm, tôi mang khách về, cứ một khách là tôi sẽ lấy anh bao nhiêu phần trăm đó. Chúng ta hãy bắt đầu từ cái đó, tại vì chúng ta đâu có tiền đâu. Đời nào mà làm sao mơ tiền đâu, mua đất mà xây cái khách khách sạn bây giờ. Hãy bắt đầu cứ như vậy. Và khi mà các bạn cứ miệt mài ra tìm khách đưa về rồi á, một ngày nào đó thì khách bạn nhiều, khách bạn nhiều, khách bạn nhiều, khách bạn nhiều vô, bạn nào bạn lãnh qua không được nhiều thì bắt đầu bạn có tiền thì mọi thứ ok rồi. Bạn mới tiếp theo bước thứ hai là bạn nhìn trong cái khu vực của bạn á, có cái khách sạn nào nó kinh doanh không có tốt thì bạn thuê lại của họ. Cái việc bây giờ ông đưa cho tôi kinh doanh đi, ông đừng cứ kênh doanh, một tháng tôi trả cho ông bấy nhiêu tiền đó. Và có những bạn mà đã khuyên và họ đã làm như vậy rồi. Có một bạn là bạn tới bạn thuê nguyên một khách sạn người ta đang doanh, bạn tới bạn nói rằng là ông hãy để hết cho tôi kinh doanh, ông đừng có làm cái gì đó, một tháng tôi đưa ông 60 triệu. Nhưng mà bạn đó một tháng bạn làm ra tới 120 triệu, cứ một tháng là bạn lượm được 60 triệu, ông kia lượm được 60 triệu, và cái ông kia ổng cộn cũng sướng bởi vì ông làm cho cứ một tháng ông có 60 triệu. Các bạn cứ đàm phán thẳng ở Việt Nam mà đã chỉ và có bạn đã làm được như vậy vậy rồi. Và mình cũng kể với cái anh luật sư đó như vậy á. Và khi bạn làm như vậy, một ngày đó lớn lên thì bắt đầu bạn có tiền, bạn mua đất và bắt đầu bạn sở hữu một cái khách sạn riêng thôi. Nó cần phải yếu tố thời gian để bạn làm được cái việc đó. Và sau khi ảnh ngộ ra, ảnh ơi wow, nó rất là thú vị. Hồi giờ bạn không biết bắt đầu từ đâu và bây giờ bạn biết được cái cách để bạn bắt đầu rồi. Có một cái câu tục ngữ là chúng ta vẫn thường nói với nhau là liều cơm thì gắp mắm, liều vải thì cắt áo. Nhưng mà xin đặt ra một câu hỏi với anh Công. Tức là khi mà anh đã có một cái có thể gọi là một cái ý tưởng một kinh doanh mà bản thân anh cho rằng là nếu anh đầu tư vào cái ý tưởng đó thì anh sẽ nhanh chóng trưởng thành trong cái lĩnh vực kinh doanh của mình. Vậy thì đặt ra một cái trường hợp như vậy, anh có thể anh dồn một số vốn trên khả năng của anh từ cái nguồn lực khác vay mượn để đạt được cái mục đích của mình hay không? Cảm ơn anh Phụ với câu hỏi. Em trả lời thẳng thắn luôn là em sẽ không làm điều đó. Vậy em sẽ làm rất từ từ. Em nói ví dụ như con đường cà phê của em đi. Đến thời điểm này, cách đây khoảng một năm sau khi em khởi nghiệp được khoảng 6 tháng, có một người gặp em và trả lời bây giờ là Công, em thử định giá coi cái thương hiệu của em hiện tại được bao nhiêu tiền. Thì lúc đó em nói thật là nếu mà tính luôn cái máy của em 12 triệu cộng với những 5 tháng em chinh chiến, em nói đã, em nói 2 tỷ. Thì cái chị đó, chị kêu bây giờ chị đưa cho em 1 tỷ. Và với một điều kiện, em phải viết cho một cái giấy là bán cho chị 50% cổ phần. Và em ngẫm, em ngồi khoảng 15 phút, em nghĩ vậy nếu 1 tỷ trong tay mình làm cái gì. Và em quyết định em không nhận 1 tỷ đó. Và em tiếp tục đi bán dạo cà phê. Em tiếp tục đi bán cà phê. Và bắt đầu em vẫn làm từ từ để em tạo một cái nền tảng cơ bản. Và em thử coi cái sự đam mê với sự kiên trì của em như thế nào. Giống như cái câu nói lúc nãy anh Duy nói rất hay, là có nghĩa là phải bịt đường lui của mình lại. Và thật tế là khi mà em đi bán cà phê, có những cái đường mà em bịt đường lui rất khủng khiếp. Em nói ví dụ như nhiều trường hợp mà em đi hội chợ, có anh Hòa đây, em xin giới thiệu luôn là hiện tại cái cà phê Công mà được nhiều người biết và được trải nghiệm như thế này, cũng rất rất cảm ơn chỗ bên Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Du lịch của tỉnh Bình Phước, và trong đó anh Hòa là lãnh đạo và đã tạo điều kiện cho cà phê Công đi tham gia rất nhiều cái kỳ hội chợ thương mại, hội chợ đầu tư vân vân cả nước Việt Nam và cả đi nước ngoài nữa. Và trong những cái ngày đầu tiên mà đi hội chợ thương mại đó, thì nói thật với cả anh Hòa và tất cả mọi người luôn là dường như là mình sẽ không có tiền trong túi. Mình có vài trong ký cà phê mang theo, và khi tham dự hội chợ tự nói trong lòng là nếu mà bán được cà phê thì ăn nhà hàng, còn không bán được ăn mì tôm. Và còn cái việc mà ở khách sạn là xa xỉ đối với mình, và luôn luôn hay tự hào mọi người cứ vô khách sạn ở để em trực gian hàng cho. Tại vì nó thật lòng là cứ vô khách sạn là hết 200 mấy rồi, nguyên một cái dàn anh em trong công ty mình. Thì đôi lúc là bịt luôn cái đường lui, mình buộc phải bán hàng được. Và có một cái kỷ niệm mà rất xương máu anh Vũ ạ. Có nghĩa là có một cái kỳ hội chợ tại Bình Dương, thì Công gặp một cái đối thủ là Công là cà phê của Bình Phước và bên kia là cà phê Buôn Ma Thuột. Và tất cả mọi người biết rằng là Buôn Ma Thuột lại có tiếng về cà phê. Bình Phước thì
Bây giờ mới có một mình cà phê công là dám xưng là cà phê Bình Phước thôi, bởi vì nó rơi vào tự hào của tỉnh nhà nữa. Thanh niên Bình Phước là sản phẩm Bình Phước, và nó cách khoảng 2 mét. Vậy Bình Vi là cà phê Buôn Ma Thuột của ông lão khoảng 70 tuổi, và mọi người biết rằng khi mà trong lĩnh vực cà phê, những người càng lớn tuổi và cái uy tín càng cao, người ta trang bày cái gian hàng rất đẹp, có những quần áo thổ cẩm, có những cái vật dụng nó nhìn rất chất, và bên công chỉ có cái máy xay, mấy cái hũ keo cà phê, mấy gối cà phê. Và các bạn biết rằng tâm lý của người mua hàng trong một kỳ hội chợ, người ta có 2 giây để quyết định bước qua trái hoặc bước qua phải. Người ta bước thì sẽ có 2 giây người ta quyết định, một là qua đây, hai là qua đây. Và về trực quan người ta thấy bên kia đẹp hơn, bên kia thương hiệu ok hơn, người ta bước qua kia. Và từ sáng đến 6 giờ tối công không bán được một hạt luôn. Và lúc đó nội tâm bắt đầu tranh đấu, một bỏ cuộc đi về. Tại vì sao? Cho dù 5 ngày, các bạn hình dung 5 ngày, một ngày là tiền ăn, tiền ở, tiền đi, tiền lại và tiền quê nữa. Có nghĩa là mình đứng mặt, nó thật là rất quê chứ. Bên kia bán nhiều quá và đông nghẹt luôn mà. Mình nhiều lúc anh em kêu công ơi sao bán không được vậy công. Cứ ca sau lưng, mình vừa nhột sau lưng mà vừa quê đằng trước nữa. Vậy làm sao? Thật tâm lúc đó là đấu tranh nội tâm rất lớn. Thì bây giờ là buộc rồi, bịt đường lui rồi. Mình luôn luôn tự hào, tôi sống với đam mê. Nếu mà hôm nay bỏ cuộc đồng nghĩa việc đi, mình đang chết trong cái lương tâm của mình. Vậy buộc làm sao phải bán được. Công suy nghĩ hết nửa ngày. Nó thật là lúc đó là cái giống như gọi là bôi keo chống nhục. Cứ nhìn 2 tiếng đồng hồ qua đó. Cứ nhìn thôi, nhìn làm sao để làm sao kéo khách các bạn được. Thì lúc đó quyết tâm. Bây giờ là phải làm một cái gì nó hơi lạ kỳ một tí xíu. Thì lúc đó công pha khoảng 10 ly cà phê, công bỏ lên cái khay, cái ly cà phê nhỏ nhỏ. Và công đứng ra giữa đường, công hét thật to, cà phê Ngân Chết Bình Phước lần đầu tiên xuất hiện tại Bình Dương. Và công nói như người điên người dại, cứ la lên, cà phê Ngân Chết Bình Phước lần đầu tiên xuất hiện Bình Dương. Và vô tình cũng có nhiều người ta cảm thấy nó cũng là lạ. Bắt đầu người ta vô dùng thử. Và các bạn biết rằng là sau khi khoảng 100 ly cà phê dùng thử như thế, có một người nói, bán cho tôi 1 ký. Thật lòng trong giây phút đó 2 hàng nước mắt của nó chảy. Bởi vì cái cảm giác mà mình đang làm được một cái điều mà nó có hiệu quả, biết rằng là nó không nhiều. Nguyên kỳ hội chợ đó, 5 ngày sau đó, 5 kỳ hội chợ đó, là nói thật là công bù lỗ hết 3 triệu. Công bù lỗ hết 3 triệu. Nhưng mà công ngộ rất nhiều điều trong cái kỳ hội chợ. Đó là một kỳ hội chợ công rất thất bại về doanh số. Công thất bại toàn tập. Sau kỳ hội chợ đó là công rút được nhiều điều. Nhưng mà các bạn biết rằng 3 tháng sau, cả kỳ hội chợ công bán được, cả kỳ hội chợ luôn ạ, công bán được khoảng gần 10 ký, công cho khoảng 10 ký, 10 ký cà phê trong vòng 5 ngày. Nó là một cái kỳ hội chợ cực kỳ thất bại về doanh số. Nhưng mà các bạn biết rằng 3 tháng sau, từ cái 10 ký đó, những cái người mà mua trong cái 10 ký đó, có một cuộc điện thoại gọi lên. Tôi thấy cà phê của anh ok, bây giờ tôi muốn lấy cà phê của anh vô cái nhà máy của tôi trong cái khu công nghiệp V-Ship Bình Dương. Và các bạn biết là đơn hàng 1 tấn. Vậy công nghĩ thất bại hay thành công ạ? Vậy vâng. Có nghĩa là công ngộ đó một điều, mình phải cố gắng đến giây phút cuối cùng. Cho dù cái kỳ hội chợ đó thất bại, nhưng mà mình vẫn truyền tả được cái đam mê, vẫn truyền tả được cái sản phẩm của mình. Nếu bỏ cuộc đồng nghĩa thất bại, mình cứ bước. Và thêm một đường nữa, bịt đường lui của mình luôn. Đó là cái câu chuyện của em. Cái lúc mà anh Công cho rằng là người ta đặt hàng với số lượng lớn đó, thì mình đã làm được cái bao bì như thế này chưa? Lúc đó hay là mình bán cái thua thôi? Dạ lúc đó thật sự là cái bao bì của em là nó, cái bao bì này thật tế nói về luôn về cái khởi nghiệp, thưa các bạn, về bài toán là bao bì. Hiện tại giờ để sản xuất ra một sản phẩm thì nó cần tài sản cố định là nhà máy, xưởng, rồi cần đến nguyên vật liệu, cần đến vốn lưu động. Thì hiện tại những cái gối cà phê của công, nói thật với anh là đây là một cái gối rất thô sơ của em. Bởi vì sao? Công tận dụng tối ưu hóa về chi phí. Hiện tại nếu mà đặt cái bao bì mà in ống đồng như vậy, một cái đơn hàng không dưới 100 triệu. Một đơn hàng, một loại sản phẩm thì nếu mà hiện tại giờ em có khoảng 5 dòng sản phẩm, đầu tư khoảng 500 triệu. Vậy nếu mà 500 triệu mà em đi mua cà phê về, cái hiệu quả nó sẽ làm lên. Nó sẽ hiệu quả rất nhiều. Trong giai đoạn này, đây là cái túi không. Đây là cái túi không, chưa có cái tem. Thì hiện tại bây giờ em đang sử dụng là em mua cái túi không này về, em đặt người ta làm cái túi không số lượng nhiều và người ta bán cho nhiều người, và em chỉ cần đặt cái tem này thôi thì nó sẽ giảm chi phí cho vấn đề về bao bì. Bài toán về bao bì trong quá trình sản xuất là một bài toán cực kỳ nan giải. Thì cũng có bạn Thảo đây là làm về công ty bao bì, thì bạn Thảo sẽ hiểu rất nhiều về trường hợp đó. Nhưng mà đến một thời điểm
em buộc phải sản xuất ra được cái bao bì nó đồng bộ. Thì đó là một bài toán bước 2 của em. Giống như lúc nãy thầy Duy có nói là bước 1, bước 2, bước 3. Không bao giờ đợi đến mình có tất cả mình mới làm, mà mình phải biến cái mình có trong tay và tốt nhất. Đó là cái câu nói thường thường em hay nói. Em đi bán cà phê, người ta DC đẹp hơn đẹp, rồi chuyên nghiệp. Chẳng lẽ mình không bán là được? Mình phải phát huy được cái ưu thế của mình và phải làm được tốt nhất điều đó. Thì lúc đó mình cứ từ từ mình trở lên chuyên nghiệp, trở nên tốt hơn. Nhân cái câu chuyện mà nói về cái bao bì sản phẩm thì hồi nãy anh Duy có nói là với những người khởi nghiệp thì chúng ta đừng có vội mà quăng đồng tiền vào để chi tiêu những việc này việc kia. Như vậy thì nó ngốn hết tất cả cái vừa là cái chi tiêu để chúng ta trong cái bước đường khởi nghiệp, nó làm cho chúng ta là dễ dàng dẫn đến thất bại. Nhưng mà có một câu chuyện là ví dụ như một doanh nghiệp người ta đã có một cái chất lượng rồi, của sản phẩm rồi, thì người ta muốn hướng đến làm sao đó dồn hết tất cả các nguồn lực để mà xây dựng cái thương hiệu, và trong đó thì có cái hình thức này. Thì cái quan điểm của anh Duy với một người kinh nghiệm trong cái 20 năm mà làm kinh doanh, thì anh cho rằng cái sản phẩm bao bì nó mang cái tính quyết định như thế nào đối với một giá trị của một thương hiệu? Mà nói hành trình của một cái doanh nghiệp để các bạn hình dung, cái bước đầu tiên để chúng ta ra khởi nghiệp đó là bước dấn thân. Nếu chúng ta không dấn thân, không bao giờ chúng ta ra khởi nghiệp được. Dấn thân cái gì? Bán hàng như bạn Công đó. Nhưng các bạn nghĩ rằng là các bạn có thương hiệu, các bạn bán hàng, nhưng cái điểm năm cái điểm yếu, mình hay nói là năm cái điểm yếu của một người mới ra khởi nghiệp là bạn không có thương hiệu. Vậy các bạn bán cái gì? Bán cái niềm tin. 10 người kia mua 10 ký của bạn Công hồi nãy các bạn kể, họ không phải mua cái thương hiệu của cà phê Bình Phước đâu, họ cũng mua Công cà phê đâu, lần đầu tiên trong đời nghe, họ mua cái con người của anh ấy. Chúng ta mới ra khởi nghiệp, chúng ta phải dấn thân và chúng ta phải bán được cái con người của chúng ta. Hồi kia mình đi bán nước mắm, có ai biết nước mắm Cam Ranh là ở đâu? Và mình biết rằng người ta mua được chính là cái con người của mình. Mình bán bằng cái tâm lòng, bằng cả cái nhiệt huyết, dấn thân về bán hàng. Tuy nhiên nếu mà các bạn chỉ dừng mãi chỗ bán hàng thì doanh nghiệp chúng ta nó không lớn được. Một người chúng ta sẽ trở thành con buôn, chúng ta không thể trở thành doanh nhân được. Một người bán hàng ở ngoài chợ Bà Chiểu, họ bán hàng rất là giỏi, nhưng mà họ không thể trở thành doanh nhân được, bởi họ chỉ là người bán hàng không kém. Một người bán vé số, họ cũng trở thành một người bán hàng không kém. Đồng ý bạn, họ bán hàng rất là giỏi, họ không thể trở thành doanh nhân được. Nhưng muốn trở thành doanh nhân, chúng ta phải dấn thân gì nữa? Chúng ta phải rất giỏi về làm marketing, nghĩa là chúng ta tạo ra khách hàng trong tương lai. Chúng ta phải giỏi gì ạ? Một ngày nào đó chúng ta truyền cái niềm tin con người chúng ta qua cái sản phẩm này, bằng cách là chúng ta tạo ra cho nó một cái thương hiệu. Thương hiệu chính là cái niềm tin. Vì sao cái niềm tin? Khi mà tôi thấy cái tên này, một ngày nào đó các bạn không ạ, lúc đầu là họ mua cà phê của bạn Công là bằng gì? Bằng cái tôi tin anh. Nhưng mà khi mà họ về họ ngon thì lập tức cái chữ Công họ nhớ trong đầu, lúc đó bắt đầu thương hiệu đã được in. Và đi đâu họ thấy chữ Công là họ mua, không có ông Công đứng đó họ vẫn mua, nghĩa là lúc đó bạn đã định hình thương hiệu. Chúng ta phải dấn thân để chúng ta hiểu, chúng ta cái cảm nghiệm thương hiệu đó là gì. Thương hiệu chính là niềm tin, tôi đảm bảo anh ở đây thì tôi mua, không có anh nhưng mà tôi thấy cái chữ này là tôi mua. Các bạn mua điện thoại iPhone cũng vậy, cứ thấy nó có logo đó mọi thứ là mua, tức là chúng ta phải truyền tải được qua đó. Tuy nhiên chúng ta cần phải, khi mà chúng ta đã làm được việc đó thì cái bước thứ hai mà các bạn phải tới, đó là các bạn tạo ra sự ổn định cho doanh nghiệp. Mình rất thích bạn Công hồi nãy nói là đi từ từ là cái bước tạo ra sự ổn định. Một doanh nghiệp không ổn định đừng có hòng làm lớn. Một cái xe sau khi người ta phát minh ra cái xe đó thì người ta phải tạo ra sự ổn định cái xe đó, nó cứ chạy ổn định không, một cái máy bay cái gì vậy nó có ổn định hay không. Khi các bạn đã dấn thân, bạn bán hàng được rồi thì cái bước hai bạn tạo ra sự ổn định cho doanh nghiệp của mình. Nhưng mà cái sự ổn định là cái tiền đề để cho nó lớn thôi. Cái bước thứ ba đó là tạo ra sự khác biệt. Y như bạn nói, bây giờ chúng ta mà tạo ra khác biệt gì, nó có những cái cách chúng ta tạo ra. Một là chúng ta tạo khác biệt về sản phẩm, nghĩa là sản phẩm chúng ta nó có cái gì đó rất là đặc biệt mà người khác không làm được. Hoặc là chúng ta khác biệt về dịch vụ. Sản phẩm thì chúng ta giống nhau nhưng mà dịch vụ chúng ta tuyệt vời. Tức là chúng ta có rất là nhiều cách tạo ra sự khác biệt.
Phần lớn thì mọi người cứ nghĩ là khác biệt là sản phẩm phải khác biệt không? Hai cái quán phở hoặc là hai quán cà phê nó cũng có thể là nó như nhau. Nhưng mà dịch vụ bên kia rất là tuyệt vời. Tôi qua kia anh phục vụ tôi rất là tuyệt vời, còn qua này người ta không biết phục vụ. Ok, vậy tôi thích qua bên kia hơn. À, cái nhưng mà tạo ra cái khác biệt là cái tiền đề để cho chúng ta lớn thôi. Cái bước tiếp theo, bạn phải biết sử dụng đòn bẩy. Đó là bước thứ tư. Đòn bẩy đó là gì? Đòn bẩy về tài chính. Lúc này chúng ta cần huy động cái nguồn lực để doanh nghiệp chúng ta lớn, có thể là kêu gọi vốn ABC, chứ không phải ngay từ đầu mới khởi nghiệp, ngay từ đầu mới nghiệp làm đó là dân thân thôi. Đòn bẩy về nhân sự, chúng ta phải có những người nhân sự giỏi, doanh nghiệp chúng ta nó mới lớn được. Đòn bẩy về công nghệ, thời buổi này là phải am hiểu về công nghệ. Chúng ta cứ làm thủ công hoài làm sao nó lớn được. Và đòn bẩy về khách hàng, chúng ta phải biết cách để đẩy thị trường đi nhanh. Xong cái bước đó rồi, chúng ta lại đi bước thứ năm. Đó là tạo ra đội ngũ vững mạnh, xây dựng đội ngũ. À, tiếp theo bước thứ sáu là chúng ta hệ thống hóa từng cái bộ phận. Hệ thống hóa từng bộ phận một. Bộ phận bán hàng, quy trình hóa hết. Không có chúng ta nhúng tay vào, nó vẫn chạy ngọt. Bộ phận marketing, quy trình hóa hết. Không chúng ta nhúng tay, nó vẫn ngọt. Từng bộ phận một, bộ phận kế toán. Sau khi hệ thống hóa lại hết, thì chúng ta sang bước số 7 là bước gì? Đồng bộ hóa. Hệ thống hóa với đồng bộ hóa nó khác nhau gì? Bộ phận bán hàng nó chạy rất ngọt, bộ phận marketing rất ngọt, bộ phận kế toán rất ngọt, bộ phận nhân sự chạy rất ngọt. Nhưng cái vấn đề gì? Khi mà đồng bộ hóa lại, mấy bộ phận này nó xung đột nhau, nó không hợp tác nhau, doanh nghiệp chúng ta cũng sẽ không lớn được. Ăn suốt ngày nội bộ đánh nhau không lớn được. Nghĩa là chúng ta phải đồng bộ hóa được. Và chúng ta sang bước số 8 là bắt đầu quy trình thoát ra. Sau khi nó ngọt hết rồi, bắt đầu quy trình thoát ra. Chúng ta thử thoát ra 3 ngày mà không có ta ở đó, 6 ngày, 9 ngày, 10 ngày gì đó, mọi thứ ngon, bắt đầu mướn CEO vô. Ok không ạ? Lúc này chúng ta chính thức trở thành boss. Còn lúc đầu là dán thằng làm thôi. Cho tới khi chúng ta thoát ra khỏi doanh nghiệp, CEO họ làm, họ điều hành, lúc đó chúng ta chính thức trở thành boss. Cái đó là cái quy trình 8 bước mà chúng ta đi từ cái con số 0 là dán thân cho tới chúng ta từng bước. Cái đây là cái kinh nghiệm hơn 20 năm mình rút ra được. Và cái doanh nghiệp nào họ đi cứ theo từng bước vậy, cứ nhẹ nhàng. Và mỗi bước vậy nó mất trung bình khoảng 6 tháng cho tới 1 năm. Nên doanh nghiệp mà họ hoạt động khoảng 5 năm thì tự nhiên họ rất là ngọt. Và tự nhiên cứ vậy và họ cứ nhân ra và họ lớn lên thôi. Cứ vậy họ nhân ra. Họ nhân ra rất là dễ dàng. Bởi vì khi bạn đã hình thành ra được một doanh nghiệp nó như vậy rồi, thì doanh nghiệp thứ hai, doanh nghiệp thứ ba đối với bạn nó rất là dễ dàng. Cái quy trình đó mình cũng nghiệm ra một điều, đó là người ta hay gọi một cái từ là zero to one. Nghĩa là từ không cho tới một. Từ không cho tới một nó cực kỳ khó. Nó khó không thể tưởng được. Nhưng mà bạn đã tạo được một rồi thì tự nhiên bạn tạo ra hai, tạo ra ba, tạo ra bốn. Nó rất là đơn giản. À, cái đó là mình chia sẻ cái suy nghĩ của mình. Cảm ơn anh Duy. Xin được hỏi chị Sương, trong cái quá trình mà chị Sương khởi nghiệp thì một trong những cái gạch đầu dòng của mình ra đấy, để mà mình định hình là mình khởi nghiệp như thế nào, thì cái gạch đầu dòng đầu tiên trong các nguồn lực vốn, về cái tri thức khởi nghiệp, về cái động lực và về cái vai trò quản lý của mình, tất nhiên là những cái nguồn lực liên quan, thì cái nào đối với chị Sương là cái ưu tiên hàng đầu? Dạ thật sự thì khi mà em khởi nghiệp á, cái điều gạch đầu dòng trước tiên của em đó là em nghĩ cách là làm cách gì để tôi bán được hàng. Tại vì khi mà em đi học và cũng như là em đọc những cái sách về kinh doanh thì bao giờ cũng bảo là dòng tiền dương luôn luôn là vua. Cho nên là để mà em có cái cơ sở để mà em bước được những cái bước 2, bước 3, bước 4 thì đầu tiên là em phải bán hàng tốt và mọi cách là em phải bán được hàng. Cho nên là lúc mà em bắt tay vô là mọi thứ em tập trung vào sale. Tại vì cũng như là cái câu chuyện của thầy Duy và anh Công chia sẻ là ban đầu thì mình sẽ không thể nào, khi mà mình khởi nghiệp thì mình không có đủ vốn và mình cũng không thể nào mình có một cái thương hiệu riêng được. Cho nên là mình sẽ như là thầy nói là mình có bốn cách, thì đa số là các cái bạn mà khởi nghiệp thì mình sẽ chọn cái cách là mình đi từ cái vấn đề là thương mại và mình chọn những cái sản phẩm
mình dựa vào, mình đứng trên vai người khổng lồ, mình chọn những cái sản phẩm mà nó đang bắt nhịp ở trên thị trường để mình có cái đồng tiền của mình về đã, mình bán ra và về đã, nó nở lên đã, rồi bắt đầu là em mới tới cái bước thứ hai, bước thứ ba, thứ tư. Thế còn chị Thảo thì khi mà khởi nghiệp thì mình tìm trước cái sản phẩm dịch vụ hay là vấn đề gì đặt lên đầu tiên? Mình thích một cái sản phẩm nào đó, mình hướng đến nó, một dịch vụ nó mình hướng đến nó, hay là từ cái động lực rồi mình mới đi tìm kiếm cái sản phẩm dịch vụ sao? Cái chất mắc đầu tiên á, là trước khi em ra khởi nghiệp á, thì cái câu hỏi luôn hỏi trong cái bản thân của mình á, là làm sao để kiếm được tiền, mà cái đồng tiền nó phải bền, phải vững, phải lâu dài. Đó, xong rồi khi thì em mới cho ra cái thương hiệu là Winnet. Là trước khi em cho ra cái thương hiệu Winnet này á, thì trước đó thì em cũng chưa có thương hiệu. Em làm sao cho cái chất lượng nó tốt, phục vụ khách hàng tốt, đạt những cái tiêu chí, đạt được những cái tiêu chí chuẩn, thì em có được một cái lượng khách hàng khổng lồ. Thế đó em cho ra một cái thương hiệu, thương hiệu là Winnet, đem đến cho người tiêu dùng một cái sự khác biệt. Không dừng lại đó thì em sẽ tạo ra nhiều cái khác biệt nữa. Dạ. Bây giờ trở lại với cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, đó là khởi nghiệp và vốn. Xin được hỏi anh Duy, với kinh nghiệm của anh thì với những người khởi nghiệp mà chúng ta mới bắt đầu thì cái việc quản trị cái dòng tiền nó như thế nào để cho cái khởi nghiệp nó thành công? Hồi nãy rất là thích cái câu hỏi, cái câu trả lời của bạn Tức Sương là dòng tiền luôn dương. Khi mà bạn ra khởi nghiệp những ngày đầu mà dòng tiền bạn dương thì đầu óc bạn nó rất là thoải mái. Quản trị dòng tiền kiểu gì trong túi chúng ta, dòng tiền chúng ta nó phải dương. Làm gì khi mà cái dòng tiền mà trong túi mà nó âm á, bạn ra khởi nghiệp mà dòng tiền trong túi nó âm là bạn bị stress liền. Bạn rất là lo lắng, bạn rất là áp lực, đầu óc chúng ta nó không còn thông thái nữa. Nên là làm ở cách dòng tiền luôn luôn dương. Hay là người ta hay nói cái cách là dòng tiền là vua. Cái người nào mà họ có tiền trong túi nhiều, dòng tiền dương trong nhiều, nó là chúng ta phải biết cách. Ví dụ như là mình thấy người nước ngoài họ qua Việt Nam chúng ta là họ ứng dụng những cái chiêu bài nó rất là hay. Và người Việt chúng ta hầu như, tại vì họ là mang quân đi đánh xứ người rồi nên họ giỏi lắm. Họ qua Việt Nam chúng ta là hầu như là họ tận dụng nguồn lực của Việt Nam của chúng ta hết. Cái yêu cầu của vốn đầu tư nước ngoài là bắt buộc anh phải chuyển tiền vào Việt Nam thì anh mới được đầu tư khác cái doanh nghiệp ở trong nước. Tuy nhiên họ kỳ khôn, họ chuyển tiền vào, họ xây đúng cái nhà xưởng thôi. Họ cầm toàn bộ cái nhà xưởng đó, họ đi mua máy móc. Các bạn nói, thực sự họ chuyển tiền vào Việt Nam chúng ta không có nhiều. Lấy toàn bộ nhà xưởng đó, đi cầm với ngân hàng, lấy tiền ngân hàng mua máy móc. Rồi khi mua máy móc về thì họ như thế nào ạ? Lấy nguyên liệu là bằng cách là họ đàm phán với nhà nguyên liệu Việt Nam 30 ngày, 45 ngày, 60 ngày họ mới trả. Tại hồi kia mình có thời gian mình làm việc cho công ty nước ngoài, mình hiểu cái quy định của họ. Công nhân các bạn thấy không ạ? Công nhân á là các bạn thấy, làm việc từ ngày đầu tiên cho tới ngày thứ 30, nhưng mà không công ty nước ngoài nào trả từ ngày thứ 30 hết á. Họ trả ngày vào ngày mùng 5 hay ngày mùng 10 của cái tháng sau. Vậy thì các bạn thấy này, thì do cái đó là do điều kiện bắt buộc là phải chuyển tiền vào Việt Nam á, chứ nếu không chuyển tiền Nam thì họ cũng chả chuyển đồng nào đâu. Vậy thì cái cách họ nó đi như thế nào? Tức là họ chuyển một khoản tiền, rồi bắt đầu là họ mua máy móc về là đã tiền của ngân hàng rồi. Lấy toàn bộ nguyên liệu nợ, không phải tiền của họ. Công nhân thì sản xuất, và các bạn biết cứ quy trình trung bình của một xưởng á, một doanh nghiệp á, thì cứ trung bình cứ một tuần là đã xuất công đây rồi. Và hồi đó mình làm ở mạng xuất nhập khẩu, mình rành về cái đó lắm. Và mình mới phát hiện, ồ, họ rất là tuyệt vời. Ngay từ hồi ngày đó mình đã phát hiện ra cái chi tiết đó rồi. Cứ một tuần là xuất công, một tuần là xuất công. Vậy thì các bạn thấy không ạ? Họ cái công nợ về nguyên liệu á là tới 45 ngày, 60 ngày. Nhân công á thì tới ngày thứ 10 hoặc ngày thứ 10, tức là qua 40 ngày, 45 ngày mới trả. Mà tiền á thì trung bình á là cứ một tuần họ xuất công, một tuần họ xuất công là họ đã lấy tiền mất tiêu rồi. Thường thường là LC mà ra chứng từ là đã lượm tiền về hết rồi. Các bạn biết dòng tiền họ luôn luôn dương, họ luôn luôn dương. Cái ơi, nó tuyệt vời lắm. Còn có những cái ông mà đầu tư nước ngoài
ổng cũng vào nhưng mà ổng núp bằng một cái mô hình khác, tìm một người vợ Việt Nam đồ gì đó. Ok, những ông đó không thèm chuyển tiền về Việt Nam luôn. Mình nhìn thấy mấy ông chịu, tức là họ rất là sành sỏi trong cái việc đó. Nhờ một người vợ ở Việt Nam đứng tên lên và họ làm cái mô hình thương mại. Ví dụ là họ bán cái máy móc ngành gỗ đi, hồi đó mình kinh doanh gỗ nên mình biết họ có mỗi cái catalog thôi. Và họ tới, họ có những bài bán hàng rất là hay, họ tới, họ cầm đúng cái catalog, họ có nhập cái máy móc gì về Việt Nam đâu. Họ tới họ thuyết trình cực kỳ kỹ, họ làm cái bài bán hàng cực kỳ lắm. Máy đó nó đạt A, đạt B, đạt C kỹ lắm. Ok, bây giờ bạn có muốn mua không? Mua, ok, đặt cọc 30%. Họ mới bắt đầu đặt cọc bên kia, sau hàng nhập về, vừa về tới xưởng là họ lấy hết, gần như 90%, còn 10% bảo trì bảo dưỡng, ok, sau lấy. Tức là họ kinh doanh trên Việt Nam chúng ta không đồng. Họ lấy tính chính dòng tiền, tức là họ vẫn đảm bảo dòng tiền luôn luôn dư. Hoặc là nếu cái cách mà các bạn bán hàng tốt hơn nữa, như bản thân mình thì hiện tại mình cũng làm theo cái cách đó, tức là nó có một cái chiến lược là bán hàng trước rồi mới sản xuất cung cấp sau, hoặc là lấy đơn hàng cung cấp sau. Cái cách đó dòng tiền luôn luôn dư, tức là chúng ta có chỉ một hai cái mẫu thôi. Mình đi bán sách cũng vậy nè, hồi kia sách mình chưa ra là mình đã quảng cáo mình bán hết rồi, mọi người đặt cọc rồi, cái ok mà sách mới in ra và giao, tức là cái dòng tiền luôn luôn dư. Và người nào mà họ phát hiện ra cái cách này á thì họ luôn biết cái cách quản trị để dòng tiền luôn luôn dư. Nhưng mà chúng ta đang đặt ra vấn đề là bây giờ với những bạn trẻ khởi nghiệp ấy, thì mình đang bàn luận đến một vấn đề, bàn thảo một vấn đề, tức là khởi nghiệp. Nhưng mà đối với những người khởi nghiệp không có vốn thì bây giờ chúng ta quản trị cái cách như thế nào, chứ đâu phải là còn là quản trị cái dòng tiền nữa, như anh nói là quản trị dòng tiền đang dương. Thì với những cái doanh nghiệp nào mà đưa cái đồng vốn vào trong cái giai đoạn đầu tư đó nhiều, khởi nghiệp nhiều, còn với những bạn trẻ mà như chúng ta trao đổi vừa rồi thì không có một cái đồng vốn ngay từ đầu, vậy thì trong các cái nguồn lực để chúng ta tự quản trị mình, làm sao mà chúng ta làm chủ được cái quá trình khởi nghiệp của mình đó, thì cái quản trị đó là quản trị như thế nào? Theo cái kinh nghiệm của anh thì chúng ta về cái tri thức, về cái nguồn lực mà vai trò lãnh đạo của chủ doanh nghiệp, hay là ta quản trị về cái mối quan hệ, mà anh cũng cho rằng là mối quan hệ cũng là một cái nguồn vốn. Yeah. Thì những cái yếu tố đó là yếu tố nào mà khiến chúng ta đặt nặng đó trong cái vai trò quản trị đó? Cái đó là hồi nãy có bạn Duy bên Bí thư tỉnh đoàn có nói đó, đó là cái kỹ năng mềm á, cái nguồn lực về cái mối quan hệ và cái kỹ năng mềm á. Chúng ta cần phải có một cái tư duy và tri thức rất là tốt. Cái đó không phải cái tư duy tri thức của một người làm kinh doanh. Cái kỹ năng kinh doanh bắt buộc chúng ta phải có. Sau đó chúng ta mỗi ngày chúng ta tích lũy, chúng ta xây dựng cái mối quan hệ của mình, tích lũy những mối quan hệ càng ngày nó càng lớn lên. Chúng ta biết những chiến lược sử dụng những cái đòn bẩy. Thì tất cả toàn bộ những cái đó, hoặc là chúng ta phải biết cách gì ạ, vượt qua những cái khó khăn. Ví dụ như là bố mẹ chúng ta cản chúng ta, thì chúng ta có được cái sức mạnh và nguồn lực để chúng ta vượt qua được những cái khó khăn đó. Thì quản trị ở đây chừng cuối cùng là chúng ta quản trị con người chúng ta, làm chủ chính bản thân của chúng ta, đừng có bị những cái yếu tố bên ngoài nó chi phối. Mình ví dụ là hồi kia thực sự là mình mới ra khởi nghiệp thì mấy đứa bạn thân của mình nó nói mình khùng, mình có vấn đề. Nó không có đứa nào ủng hộ mình hết. Thì cái cách của mình rất là đơn giản á, là hồi đó mình làm chủ được, bởi vì mình muốn là mình biết là mình muốn gì, nên là đứa bạn nào mà nó khuyên mình á thì mình cứ bán nước mắm cho nó, mình kêu mày mua nước mắm đi thì tao sẽ nghe lời khuyên của mày. Và nếu mà đứa nào nó không chịu mua á là mình quay lại mình xử nó, kêu nước mắm mà mày cũng không dám mua, mày đòi khuyên tao. Còn đứa nào nó mua á thì ok, nó mua xong cái mình ngồi mình nghe nó, nhưng mà mình nghe hồi nó nói dài quá thì mình nói hết rồi, hết chạy nước mắt rồi, phải mua nữa. Các bạn nhận ra điều này mà cứ hồi kia mà ai mà cứ cản trở mình là mình bắt người đó mua nước mắm của mình thì mình mơ nghe, còn không mua là mình ngồi mình cự lại. Còn ba mẹ mình đó thì không bán nước mắm cho ba mẹ được, ok, thì khi ba mẹ nói tới cái chủ đề đó thì mình cười, tức là mình không tranh luận, tức là cái mình kể những câu chuyện đó để gửi đến các bạn rằng là chúng ta luôn làm chủ được cái con người của chúng ta biết rằng chúng ta muốn cái gì và cái con đường của chúng ta đi.
là chúng ta cứ đi theo con đường đó. Ai ủng hộ cho chúng ta rất là tuyệt vời, ai không ủng hộ chúng ta cũng cảm ơn họ, bởi vì họ đang luyện cho chúng ta một cái kỹ năng gì đó. Họ luyện cho chúng ta cái kỹ năng là chúng ta phải biết đồng hành với họ. Họ luyện cho chúng ta cái khả năng là chúng ta phải biết thuyết phục họ. Ví dụ bố mẹ không ủng hộ thì họ đang luyện cho chúng ta cái kỹ năng là làm sao thuyết phục bố mẹ ủng hộ. Anh Công muốn chia sẻ thảo luận thêm về vấn đề mà anh Duy vừa trao đổi. Về cái kiến thức thì thầy Duy có thể cung cấp cho chúng ta về cái kiến thức vĩ mô, và như em đây ha, em cũng áp dụng về cái việc mà sử dụng cái dòng tiền khi mà khởi nghiệp thế nào, thì em thì cũng nó đơn giản lắm. Giai đoạn đầu em có 100 kg cà phê, làm sao em phải bán, ví dụ em nói 100 kg cà phê hiện tại của em là bán 1 kg ra 160, thì làm sao thì làm em lời được 30%, 20% trong đó. Thì em lời, em nói ví dụ em lời 60.000 đi, làm sao em có 1 kg, em có giá vốn 100.000, em bán được 160, làm sao em phải thu về lời được 60.000. Đơn giản, thì 100 kg của em hiện tại và với cái con đường em đi qua á, cái giai đoạn đầu khi em khởi nghiệp á, em phải chia nhỏ ra để thu ngay tiền mặt, không có khái niệm nợ. Và ngay cả thời điểm này cũng vậy đi. Đó. Có nghĩa là 100 người, em phải đi tìm được 100 người, hoặc 200 người càng tốt. Và hiện tại trong quá trình mà em đi bán hàng tại hội chợ, em rất thích người dân Sài Gòn, người ta mua lần 100 gram. Các bạn, nhiều người mua lần 5kg, 10kg không thích đâu, thích người mua 100 gram. Bởi sao? Đó là cách quảng bá tốt nhất. Mình mang đi có giới hạn, không phải khi hội chợ mình phải mang tấn này tấn kia được. Khi hội chợ là chủ yếu là quảng bá, nhưng mà miễn sao nó huề vốn hoặc nó lời một tí xíu, thì đầu tiên mình phải bán được lời và không được nợ. Đó là trong giai đoạn khởi nghiệp của em. Có một cái câu chuyện thực tế của em luôn. Các bạn tin rằng khi mà mình nhận trong giai đoạn đầu tiên á, mình vốn tài sản mình có 100 kg cà phê thôi, vậy nếu mà có đơn hàng 1 tấn thì sao? Thực tế công cô đó là áp lực và rủi ro rất lớn. Khi mà em còn một cái doanh nghiệp rất nhỏ thôi, khi mà gặp một đối tác người ta đặt 5 tấn, 10 tấn, tự nhiên cái level của người ta trên, mình dưới. Khi mà về cái đàm phán về công nợ, đàm phán về chất lượng giao nhận, mình thu hoàn toàn. Nhưng mà nếu mà em có 100 kg thôi, em đàm phán với người năm mua em 5 kg, 10 kg, em trên cơ người ta. Và em đưa ra áp lực luôn, tiền mặt, lao giao hàng, chuyển trước, giao hàng. Thì khi mà em có một cái nguyên tắc làm việc như thế, tuy rằng nó đi chậm, nhưng mà đổi lại là gì? Tiền về em rất ok. Trong khi đó em có thể được, em lúc này em có thể đã nói rồi là hiện tại trong giai đoạn khởi nghiệp, cái vì cái sự đam mê, vì cái sự nhiệt huyết, và em có một số đối tác người ta cho gối đầu một tháng. Vậy vô tình đi, vô tình trong cái quá trình mà em bán hàng em không cho nợ mà em được, thì em có một dư vô một khoản, thì em phải tái đầu tư và em mua 2 tấn. Em mua 2 tấn. Và cứ như thế ngay cả giai đoạn bây giờ đi, hiện tại em có nhiều đơn hàng đặt một container. Nói thật lòng là em không dám nhận. Lúc đó em chuyển qua em làm dịch vụ. Lúc đó em chuyển qua dịch vụ, bởi vì cái rủi ro đó em quá cao đi. Em có thể là em thể em gọi là nhút nhát, có thể. Nhưng mà em thấy cảm thấy là mình chơi một cái trò may rủi thì mình không dám. Thì lúc đó bây giờ hiện tại những cái đơn hàng 1 tấn, 2 tấn em làm rất nhân vật. Và em dường như là gì? Chuyển tiền vô giao hàng. Thì lúc đó bảo tàng cái nguồn vốn của em. Hiện tại lúc nãy có một cái anh Vũ có hỏi một cái câu luôn, vì sao nhiều người có nhiều tiền nhưng mà thất bại? Em có một câu chuyện thực tế trong lĩnh vực cà phê mà trong nhóm của em luôn. Bạn đó có 2 tỷ. Và bạn đó mua, cũng đi thuê một cái xưởng này, mua vài tấn cà phê về rang xong cung cấp quán. Nhưng các bạn biết là hiện tại cái lĩnh vực cà phê của Công á, cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. Để chào vô một cái quán, đầu tiên gửi mẫu một quán giữa đầu 1 kg, 100 quán hết 100 kg là hết một số tiền này nhá. Chưa chắc rằng có nhận được cái đơn hàng từ cái quán đó không, là mất đi được tiền rồi nha. Thứ hai, đưa vào một cái quán đó, câu đầu tiên người ta hỏi mình, anh tài trợ cho tôi cái gì, bảng hiệu, máy xay, phim, vân 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 vân. Thì Công tính trung bình một cái quán bây giờ đầu tư 5 triệu, vậy bao nhiêu lâu mình phải thu hồi cái được 5 triệu đó? Vậy 100 quán thì sao? Chúng ta mất hết 500 triệu. Vậy chính cái bạn đó là gì? Bạn vừa ra bắt đầu bạn tung ra, cho gối đầu, tài trợ. Bạn cứ nghĩ rằng khi mà tài trợ gối đầu người ta sẽ lấy của mình, nhưng mà thực tế nó rất phũ phàng là gì? Một cái quán không bao giờ người ta lấy một người. Cái người nào mang cho ta người ta hiệu quả nhất và người ta lấy. Cũng nhận của ông này, cũng nhận của ông kia, cũng nhận. 6 tháng sau quán nó chưa trả nợ. Tiền mà đầu tư á, nằm đó. Bây giờ người ta thích lấy về đi. Mà thực tế khi mình lấy về giá trị nó không còn. Và 2 tỷ ra đi trong vòng 2 năm.
Và hiện tại bạn đó, giống như câu chuyện này thì cũng cái bạn mà bạn của em cũng ra ở nhà trọ. Và hiện tại phải làm lại từ đầu, phải làm lại từ đầu. Đó là, và câu đó, chuyện là đó là một cái thực tế cũng đã từng xảy ra. Bây giờ qua những cái vấn đề mà các anh chị khách mời chúng ta đang thảo luận thì các anh chị doanh nhân phía dưới chúng ta có câu hỏi nào nêu ra không ạ? Vâng, xin mời anh. Anh có thể giới thiệu là mình kinh doanh lĩnh vực nào, khởi nghiệp từ bao lâu và nêu vấn đề mình quan tâm. Vâng ạ. Xin chào thầy Di, chào anh Vũ và chào tất cả mọi người có mặt trong tọa đàm ngày hôm nay. Thì mình xin giới thiệu, mình tên là Lê Thiên Phú, hiện là giám đốc công ty xây dựng Thiên Phú Việt Nam, chuyên thiết kế thi công nhà phố biệt thự. Thì nãy giờ mình ngồi dưới đây á, mình nghe thầy Di cùng với anh Vũ tất cả mọi người nói về cái chuyện khởi nghiệp. Thì mình rất tâm đắc cái chỗ là khi khởi nghiệp mà từ ra gọi là không đồng. Thì mình ngồi mình nhớ lại kỷ niệm của mình. Thực ra cách đây mình ra 4 năm rồi. Năm nay bắt đầu năm thứ 5. Thì khi mình ra mình làm công ty xây dựng mà mình nói mình có không đồng thì không ai tin gì. Chắc chắn luôn. Từ xây dựng là tiền vốn rất là lớn, rất là mạnh mới làm được. Nhưng mà khi mình ra mình quyết tâm mình ra mình làm á, thì lúc đó mình vẫn đi làm cho công ty nhà nước, một công ty nước rất là lớn, nhưng mà tiền thật ra nhà nước thì làm lương không cao. Thì mình tận dụng những đồng lương đó, mình muốn mở công ty xây dựng. Mà rất yêu nghề mình thì lúc đó mình mới suy nghĩ mà điều là mình đi nhận công trình thiết kế, rồi lấy cái tư duy mình thôi, mình đi ra mình làm những công trình thiết kế cái nhau, mình lấy tiền. Và đúng là như thế, mình đã đưa ra cái chiến lược đó thì mình lấy mà làm một năm trời trước khi mình mở công ty á, là mình làm một năm trời thiết kế ở ngoài. Ban ngày mình đi làm cho một công ty nhà nước, thì ban đêm mình về mình thiết kế, nói chung là thức khuya về sớm làm rất nhiều. Thì một năm trời mình có được khoảng cũng 50 triệu. Từ hồi đó thiết kế mình lấy không có tiền nhiều, tụi mình ra là mình không nhận cao được, nhận cao thì không, nhưng mà làm rất là tâm huyết. Thì làm xong thì họ giới thiệu cho mình hết khách hàng này tới khách hàng kia, thì mình có được mấy tiền. Thì lúc đó mình mới sang giữa năm 2012 thì mình mới ra thành lập công ty thiết kế, là chuyên thiết kế và thi công luôn. Thì những mấy tháng đầu á, nói chung là để mà đi thuê một cái văn phòng á, thì lúc đó mình không có tiền nhiều thì mình không có suy nghĩ là mình thuê cái văn phòng cho to lớn, mà mình thuê một cái văn phòng trong hẻm và một cái chợ mình ở luôn, để mình tiết kiệm tiền rất là nhiều. Thì nhân viên thì lúc đó cũng như là mình là một mình nhân viên, và vừa nhân viên vừa giám đốc vừa kế toán là lo hết, tự mình đi thành lập công ty luôn, mình tìm hiểu mình tự mình làm hết. Thì về mình mấy tháng đầu là mình cũng nhận thiết kế không rồi. Rồi bắt đầu tháng thứ 3 thì tự nhiên có một khách hàng thấy mình thiết kế hay quá, cái kêu mình nhận luôn thi công đó. Thì mình rất là vui. Mà nhận thiết kế thi công nhà phố thì thường thường mình lấy tiền trước được. Ô, mình rất vui, rất mừng và mình ký được cái hợp đồng đó mình làm. Thì khoảng mình mới mở móng được cái nhà đó thì mới được một tuần à. Thì có chủ nhà bên cạnh là ổng có cách đó cũng 300 mét, ổng có miếng đất. Ổng hỏi mình là phương án như thế nào, cũng mình lên thiết kế hết cái mình được thiết kế xong hết cho ổng. Ổng kêu mình thi công. Và lần đầu tiên là mình hai cái hợp đồng đó, là giữa năm 2 mình thành lập thì khoảng tháng 9 là tháng 3 tháng sau mình mới được hai hợp đồng thi công. Và cái từ cái công tác mà mình nói chung là không bỏ tiền ra ban đầu thì mình đúng rồi, mình cái suy nghĩ mình lúc đó là mình làm sao để kiếm tiền. Mà hồi nãy giờ mình ngồi dưới đây rất là tâm đắc, có thể là hồi nãy giờ mình nghe nó mình ướt mắt luôn á. Nên là cảm ơn bạn. Và đó cũng là một câu chuyện mà chúng ta khởi nghiệp bằng cái niềm đam mê và cái trí tuệ của mình, chứ không phải là cái vấn đề đặt nặng, vấn đề là ta phải bỏ một cái nguồn lớn rất lớn, một nguồn vốn rất lớn, phải không? Thì chúc mừng bạn, một khởi nghiệp chọn một cái hướng đi như vậy và bằng một nỗ lực như vậy mà chúng ta đã có thành công đến thời điểm này, thì đấy là một cái điều mà rất đáng ghi nhận trong cái nỗ lực của người trẻ. Những người trẻ khởi nghiệp thì chúng tôi nhìn thấy là đúng là như là có một cái ngọn lửa trong lòng, phải không anh Duy? Nó đang cháy và cái điều đó nó có thể đốt cháy tất cả những cái khó khăn khác. Bây giờ trở lại với chương trình thì trong những vấn đề mà chúng ta vừa thảo luận đó, thì nếu như đúc kết lại để khuyên các bạn trẻ mà bước vào khởi nghiệp mà có thể vượt qua được cái giai đoạn đầu khó khăn để có thể là tôi luyện trưởng thành và trở thành một cái doanh nhân thực thụ, thì nó cần những cái điều gì mà anh Duy cần phải khuyên gửi đến các bạn trẻ của chúng ta? Các bạn cần phải rất là dứt khoát chọn con đường làm chủ doanh nghiệp. Chúng ta chỉ có 3 con đường trong cuộc sống này để chúng ta chọn. Một là chọn làm công. Thì các bạn hãy đi luyện làm công và thành công trên con đường làm công. Các bạn không được đi theo phong trào và không được lăng tăng. Hiện tại rất nhiều người bị lạc đường. Làm công thì cũng chán mà ra làm chủ doanh nghiệp thì không muốn.
sợ ngại và cứ lưng khưng vậy á, nó làm cho bạn vậy thì hãy dứt khoát trong cái con đường chúng ta chọn, dứt khoát. Cái con đường thứ hai là bạn không muốn làm công nhưng mà bạn muốn ra bạn phát triển cá nhân. Y như hồi nãy cái câu mà của anh Duy anh nói đó là giống như Bill Gates lúc đầu ra tự làm. Và khi mà chúng ta ra chúng ta tự làm tức là chúng ta tự đầu tư, cũng có thể là chúng ta tự đi mua bán đất, hoặc chúng ta tự lên sàn chúng ta chơi chứng khoán, hoặc là chúng ta tự ngồi mò viết phần mềm một mình, đi view website cho ai đó cũng chả cần nhân viên, nó cũng giúp cho bạn có thu nhập đó. Bạn làm công với chính mình rồi sau một thời gian bạn thấy phù hợp thì bạn đi lên, cái đó là cũng là một cái cách đi. Và cái cách thứ ba mà cái cách mà hiện tại mình đang chia sẻ với các bạn rất là nhiều, đó là ngay từ đầu chúng ta biết rằng chúng ta chọn cho chúng ta cái con đường đi ra làm doanh nghiệp ngay cái từ đầu luôn. Và đã như vậy rồi thì chúng ta phải như thế nào ạ? Chúng ta phải thẳng tưng để chúng ta đi cái con đường đó. Vậy thì làm sao để chúng ta thẳng tưng đi con đường đó? Thứ nhất là chúng ta phải trang bị cho chúng ta kiến thức về kinh doanh bắt buộc. Cái thứ hai, tìm cho chúng ta một người thầy. Không có thầy chúng ta không có làm được. Phải tìm cho chúng ta một người thầy. Lĩnh vực gì chúng ta cũng có thầy. Muốn lái được xe phải có ông thầy. Muốn làm kế toán phải có ông thầy. Muốn nói ngoại ngữ phải có ông thầy. Tại sao ra kinh doanh không có ông thầy? Cái thứ ba, hãy tìm cho chúng ta những người bạn đang làm kinh doanh. Chúng ta hãy chơi với những người bạn đang giỏi hơn chúng ta một chút. Không có thì hãy đi kết bạn, thoát ra cái vùng thoải mái cũ, đi tìm những người bạn. Và cái thứ tư nó cũng hay lắm, đó là tìm cho chúng ta những cái đối thủ. Đối thủ không phải là người tại bên. Sao là mình phải tìm đối thủ anh Duy? Họ kích mình. Đối thủ không phải là ai, đối thủ chính là bạn của mình. Bạn như kiểu hồi kia nó cùng quê với mình mà tại sao giờ nó giỏi mình nhỉ? Và ví dụ như là mình bạn với bạn Công, ví dụ đi, tự nhiên trời Công ra nó mở quán cà phê, bây giờ mình còn đi làm công, tức là mình tự thôi, không tức là ý mình nói để gì, tức là không có phải là Công là với mình là đối thủ, hay là thằng là bạn chơi với nhau. Các bạn thấy Ronaldo với Messi mà hai cầu thủ bác, các bạn nào mà ghiền bóng đá các bạn thấy á, thì thực sự là báo chí truyền thông vừa rồi Messi ổng chia sẻ là báo chí truyền thông đang tưởng là hàng đó nó cạnh nhau, chứ thực sự hàng đó nó đang chơi thân nhau và nó chả có ảnh hưởng gì nhau đó. Nhưng mà gì, chúng ta xem đó, mình muốn ra kinh doanh cà phê mình phải xem ông Công là đối thủ của mình. Làm được thì mình phải làm được chứ. Và tự nhiên mình đốt cháy của mình, cái anh đô thủ á, anh dí mình ở đằng sau lưng á. Thì chúng ta phải hình thành cho chúng ta những cái nhân tố đó để gì, mỗi ngày nó đốt cháy chúng ta, để lửa chúng ta nó rất là, mỗi ngày sau khi các bạn đã quyết định cái đó rồi thì các bạn cần phải có một cái plan làm việc theo ngày. Người ra khởi nghiệp thì chúng ta không thể làm biến được. Chúng ta làm việc một ngày khoảng 14 tiếng, sáng 5 giờ thức dậy, rồi sau đó là từ 5 giờ tới 6 giờ làm gì, từ 6 giờ tới 7 giờ làm gì, cái kinh nghiệm của mình á, thì từ 5 giờ cho tới khoảng 8 giờ á, hiện tại mình cũng vẫn làm như vậy thôi, là làm những cái công việc lên kế hoạch, làm những công việc liên quan tới marketing. Tại bây giờ có Facebook rồi, chúng ta làm những việc chúng ta marketing Facebook ABC được, chúng ta xem lại hết. Từ 8 giờ cho tới 10 giờ, 11, 12 giờ là chúng ta dành thời gian đó cho khách hàng. Tại hiện tại thì mình không đi bán hàng nhiều, nhưng mà mình đi tìm những đối tác lớn để mình nói chuyện, mình đi gặp giao lưu, tức là xây dựng những cái mối quan hệ lớn hơn, cái công việc phục vụ cho khách hàng. Và lúc đó tiền về chiều từ 1 giờ cho tới 5 giờ là chúng ta quan tâm tới khách hàng cũ của chúng ta, có những ai lâu nay chúng ta chưa chăm sóc, lâu nay chúng ta bỏ quên, chúng ta phải chủ động, chúng ta gọi điện thoại nói chuyện, đi uống cà phê với họ. Buổi tối chúng ta dành thời gian cho gia đình, mua những cái quyển sách về kinh doanh, về những kiến thức gì đó chúng ta học. Chúng ta cần có một cái quỹ plan làm việc rất là chi tiết trong một ngày, và hãy từ từ từng bước làm nó. Người ra khởi nghiệp các bạn hay bị áp lực, các bạn muốn nó ra liền. Mình luôn nói lúa chưa đến ngày thì nó không thể trổ bông, các bạn nhớ, cứ làm theo đúng quy trình là tự nhiên nó ra thôi. Đừng có tạo áp lực, các bạn tạo áp lực nó không có ra sớm đâu, cứ lúa đến ngày là nó trổ bông thôi. Tức là vấn đề quan trọng với người khởi nghiệp là chúng ta phải cái quan trọng nhất là có kế hoạch, có mục tiêu, và phải dành phần lớn thời gian cho cái vấn đề mà mình đam mê để nuôi dưỡng cho nó trưởng thành. Thì câu chuyện vừa rồi của anh Duy chia sẻ thì chúng tôi cũng thấy là đấy là một cái phần lớn cái suy nghĩ của các bạn trẻ trong cái thời điểm hiện nay đấy.
sao mà cứ mãi trăn trở là tại sao mình khởi nghiệp là thất bại, dành phần lớn cái nguồn lực cho đó mà quên đi những cái yếu tố mà nó cần có thiết thực nhất đối với người khởi nghiệp. Đó là như anh Duy bí thư tỉnh đoàn có nói đó, tức là mình phải có những cái kỹ năng mềm. Kỹ năng đó nó giúp cho chúng ta định hình mình là ai, trong cái thời điểm nào thì mình làm cái việc gì và mình xuất phát từ đâu. Thì những có những cái mốc cụ thể như vậy để mình định hình mình trước tiên đấy, rồi chúng ta hãy định hình cái sản phẩm dịch vụ cho mình bắt đầu trong cái vấn đề khởi nghiệp. Thì câu chuyện mà chúng tôi đang chia sẻ ngày hôm nay thì thưa quý vị và thưa các bạn là cũng với một cái mong muốn là cung cấp những cái thông tin cũng mang cái tính mở thôi, để chúng ta cùng tham khảo để làm sao trong cái thời gian tới thì các bạn trẻ chúng ta khi bước vào khởi nghiệp nó giúp cho mình để vượt qua được một số cái khó khăn mà những người khởi nghiệp không thể là không mắc phải được. Những người khởi nghiệp nào tôi nghĩ là cũng vượt qua, cũng có cái khó khăn và cũng phải tìm cái cách vượt qua khó khăn. Thì câu chuyện ngày hôm nay với những cái vị khách mời, những anh chị khách mời mà chúng tôi đã mời đến đây thì những cái thông tin này cũng chỉ mang cái tính định hướng để chúng ta cùng tham khảo. Và hy vọng là cái phong trào khởi nghiệp của các bạn trẻ của chúng ta trong thời gian tới nó sẽ phát triển hơn. Và mỗi một con người khi bước vào khởi nghiệp thì nó cũng sẽ tránh được những cái khó khăn và cái cơ hội thành công nó đến nhiều hơn khi mà mình trang bị cho mình một cái vốn tri thức và luôn luôn giữ cho mình một cái ngọn lửa gọi là cái niềm tin. Thì chúng ta sẽ cầm chắc cái cơ hội, cái phần thắng, phải không anh Duy? Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình tọa đàm của chúng tôi ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn các anh chị khách mời và đặc biệt xin trân trọng cảm ơn anh Trần Quốc Duy, bí thư tỉnh đoàn, anh Hòa, phó giám đốc trung tâm xúc tiến đầu tư đã dành phần lớn thời gian để theo dõi cái và trao đổi thảo luận một số nội dung tại cuộc tọa đàm ngày hôm nay. Xin gửi lời chúc sức khỏe tất cả quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi đến đây xin tạm dừng. Xin trân trọng hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cái chương trình khởi nghiệp tuần sau. Và chúng tôi sẽ phối hợp với tỉnh đoàn, với vườn ươm doanh nhân thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức, để giúp cho phong trào khởi nghiệp của thanh niên tỉnh Bình Phước ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn.